Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 127. Ở Lôi Viên Vương nhục thân cách đó không xa phế tích bên trong, một đạo huyết sắc quang mang thiểm thước, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, chung quanh ẩn ẩn còn có lôi điện lấp lóe. Lão Lôi, ngươi không chết, Tiêu Phàm thốt ra, vô cùng kinh hỉ nói. Cái kia huyết sắc quang mang dĩ nhiên thực sự là Lôi Viên Vương, chỉ bất quá chỉ là linh hồn mà thôi, nhìn qua cực kỳ suy yếu, tùy thời đều khả năng tiêu tán. Ta không chết, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, ta nhục thân toàn bộ chịu đựng lấy, lại đem ta linh hồn dung ra nhục thân. Lôi Viên Vương suy yếu hồi đáp, ha ha, tốt, 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 Tiêu Phàm nói liên tục ba chữ tốt, đủ để nói rõ hắn nội tâm kích động. Chỉ cần Lôi Viên Vương còn sống, đây đối với Tiêu Phàm tới nói liền đầy đủ. Công tử, ta nhục thân, Lôi Viên Vương lại là lộ ra vẻ khổ sở, bản thân linh hồn bị dung ra nhục thân, đây là không may sự tình được a. Nếu như linh hồn không ly thể, nhục thân của hắn cũng không có khả năng tùy tiện bị người chiếm cứ. Hiện tại hắn muốn trở về nhục thân của hắn, đoán chừng đều không có khả năng, trừ phi đuổi đi nhục thân của hắn bên trong cái gì kia loạn cổ đại đế. Có thể đối phương tất nhiên tự xưng là loạn cổ đại đế, nghĩ đến đã từng là đại đế cấp bậc cường giả, coi như chỉ là một sợi tàn hồn, vậy cũng không phải hắn hiện tại linh hồn trạng thái có thể đuổi đi. Hắn nếu tiến vào bản thân nhục thân, duy nhất có thể liền là bị loạn cổ đại đế tàn hồn thôn phệ. Ngươi linh hồn nếu không phải bị trấn ra nhục thân, đoán chừng hiện tại đã chết. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, vội vàng an ủi. Đây đối với kẻ khác tới nói là chuyện xấu. Nhưng là đối với Lôi Viên Vương tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít hắn hiện tại còn sống. Nói cũng đúng, Lôi Viên Vương đắng chát gật gật đầu, trong lòng của hắn thầm nói, bản thân có lẽ là xui xẻo nhất thần vương cảnh a. Vừa mới đột phá thần vương cảnh, liền bị người đoạt xá nhục thân, từ cổ chí kim, có lẽ cũng chỉ có hắn một cái. Ngươi yên tâm, ta định giết hắn, trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Tiêu Phàm 10 phần trịnh trọng nói. Đưa tay vung lên, Lôi Viên Vương linh hồn tức khắc tung bay mà lên. Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem Lôi Viên Vương linh hồn bảo vệ, lập tức hắn sắc bén con ngươi lần nữa rơi vào Lôi Viên Vương nhục thân phía trên. Tiểu Vương bát đản, có gan ngươi hủy cỗ này nhục thân, bản đế lại tìm một bộ là được. Loạn cổ đại đế phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở hư không, bất quá, ngươi thuộc hạ, khả năng liền chưa hẳn có thể sống sót. Oanh, vừa dứt lời, nơi xa một vệt sáng gào thét mà tới, làm tới gần thời khắc, lưu quang một chia làm hai, trong đó một đạo áo đen thân ảnh trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất. Tiểu tử này ngược lại là trượt chuồn mất hung ác, lần trước nhường hắn chạy trốn, lần này còn muốn chạy. Bạch ma khinh thường nhìn xem phía dưới hư không, nói tiểu tử, ngươi làm sao còn không giết hắn. Lão Lôi không chết, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không chết, bạch ma kinh hô lên tiếng. Hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Lôi Viên Vương nhục thân cũng đã không có linh hồn chi lực a, cho dù sinh cơ đều nhanh muốn trôi qua không còn một mảnh. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là nhìn về phía cách đó không xa phế tích, lúc này, máu me khắp người Lục Vô Trần từ phế tích bên trong bò ra, đầy miệng bụi đất. Ngươi nhìn, đây không phải có thân thể sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lôi Viên Vương nhục thân một cái, hí ngược nói. Loạn cổ đại đế tức khắc không lên tiếng. Hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, tiểu tử này đoán chừng là muốn diệt bản thân, sau đó trực tiếp nhường Lôi Viên Vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Trần nửa quỳ ở phế tích bên trong, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, khó nén trong mắt ý sợ hãi. Giờ phút này Lục Vô Trần, chỗ nào còn có thiên tài bộ dáng, hoàn toàn liền tựa như một cái bị khi dễ tiểu hài, không có phản kháng lực lượng sau. Liền chỉ có thể tìm ra trường. Giết ngươi, ngươi còn không xứng, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, liền con mắt đều không nhìn Lục Vô Trần một cái. Giết Lục Vô Trần, Tiêu Phàm cũng không phải không có nghĩ qua, nếu là lần trước giết, đây cũng là giết. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, dễ dàng như vậy liền giết hắn, vậy thì thật là quá lãng phí. Lần này bách sát chiến trường kết thúc sau, Tiêu Phàm khẳng định vẫn là sẽ về Thiên Vũ vực. Không thể thiếu cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch, ngược lại là đụng tới Lục gia, cái này Lục Vô Trần ngược lại là to lớn thẻ đánh bạc. Bạch ma, ngươi nhưng có phương pháp, đem Lục Vô Trần phong ấn mang ở trên người.
Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Bây giờ hắn không có tiểu thiên địa, cũng không thể tùy tâm sở dục mang theo vật sống, hơn nữa càn khôn giới cũng vô pháp trang vật sống. Giao cho ta, Bạch Ma nhẹ gật đầu, há miệng hút vào, nháy mắt đem Lục Vô Trần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không có thật muốn cho Lôi Viên Vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân, khó được bên người có một cái thần vương cảnh tay chân, Tiêu Phàm cũng sẽ không xa xỉ như vậy liền hủy đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Lôi Viên Vương trên đỉnh đầu, cười lạnh nói, mặc dù trước đó đối phó ngươi có chút phiền phức, nhưng là hiện tại, lại buông lỏng rất nhiều. Tù thần chỉ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay nở rộ mà ra, chỉ thấy từng đầu kim sắc quang tuyến nháy mắt chui vào Lôi Viên Vương thể nội, cả người rốt cuộc không thể động đậy. Danh con, ngươi đối bản đế làm cái gì? Loạn cổ đại đế tàn hồn gầm thét, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, hắn ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác. Qua một lúc ngươi liền sẽ biết, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên, một cái hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, chỉ bất quá cái này vòng xoáy là thuận thời châm. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng phun trào, nhanh chóng từ Lôi Viên Vương thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, xông vào hắc sắc vòng xoáy, thần thông ngự không phải vẻn vẹn dùng để giết người. Hơn nữa còn có thể rút ra đối phương thần lực và linh hồn lực lượng. Đây là cái gì thần thông? Loạn cổ đại đế tàn hồn kêu sợ hãi, cảm nhận được thể nội thần lực và linh hồn chi lực, chính đang không ngừng sói mòn, hắn triệt để sợ hãi. Giống cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, mở ra bồn máu miệng lớn, ngửa mặt lên trời giống giận. Thí thần tổ thú, Bạch Ma nhìn thấy đạo kia hắc ảnh, toàn thân hiện nổi da gà lên. Bỗng nhiên hướng về sau lưng thối lui, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Trong đầu hắn lóe qua cái thứ nhất ý niệm, liền là thí thần tổ thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, phải biết, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú A. Nếu là bị những cường giả khác biết rõ, nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt, chiếm thành của mình. Bỗng nhiên, Bạch Ma nháy mắt kịp phản ứng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, Tiêu Phàm tiểu tử này dĩ nhiên liền là thí thần tổ thú. Không đúng, đây chỉ là hắn một cái khác linh hồn. Nguyên lai là nó, lần trước là nó thôn phệ trường sinh lão quỷ linh hồn, sau đó tước đoạt trường sinh lão quỷ cấp độ lực lượng, tấn cấp trở thành mới thứ 16 thần thú. Bạch Ma không hổ là sống 100 vạn tuổi già quái vật, người già mà thành tinh, nháy mắt hiểu tới. Thí thần tổ thú, làm sao có thể? Loạn cổ đại đế tàn hồn cũng sợ hãi, trên đời này, rất ít có thể làm cho đại đế cường giả sợ hãi. Nhưng trước mắt thí thần thú liền là một trong số đó. Ngươi muốn thôn phệ hắn linh hồn lực lượng, vậy liền cho ngươi, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói, thí thần không chủ động xuất hiện mà nói, hắn còn không có nhớ tới thí thần năng lực đến. Đối với hắn tới nói, linh hồn lực lượng không có quá nhiều giá trị, chỉ có pháp tắc toái phiến mới có thể để cho hắn càng tiến một bước, còn không bằng nhường thí thần thôn phệ đột phá. A-ô thí thần vui vẻ gật gật đầu. Sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp một ngụm đem cực đại Lôi Viên Vương nhục thân cho nuốt xuống. Thí thần, nhưng chớ đem lão lôi thần cách luyện hóa. Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Thí thần thôn phệ cái này loạn cổ đại đế tàn hồn, lại có hay không có thể đột phá thần vương cảnh đây? Thí thần thôn phệ loạn cổ đại đế tàn hồn, lần nữa tiến nhập Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy, bị thí thần thôn phệ, cơ bản chỉ có hủy diệt phần. Bất quá giây lát sau, một đạo thanh âm ở Tiêu Phàm trong lòng vang lên, tiểu tử, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, những người khác bị thí thần thôn phệ, cơ bản liền là nháy mắt bị luyện hóa, có thể loạn cổ đại đế vậy mà còn có thể nói chuyện. Trong lòng của hắn thầm than, quả nhiên không hổ là đại đế cấp bậc tồn tại, dù là chỉ là một sợi tàn hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ma diệt. Chỉ là... Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ tới buông tha loạn cổ đại đế tàn hồn, hiện tại thật vất vả có giết chết hắn cơ hội, một khi hắn tàn hồn trốn ra được Lôi Viên Vương nhục thân hạn chế, vậy coi như phiền toái. Bạch Ma đứng ở đằng xa, vẫn như cũ khó nén trong lòng chấn kinh, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm trên người lại có thí thần tổ thú, hơn nữa còn bị luyện hóa thành đệ nhị linh hồn. Siêu siêu lúc này, một trận gió mát đánh tới thanh âm quanh quẩn ở hư không. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, trên người tức khắc hiện nổi da gà lên. Tiến nhanh trận pháp,
Tiêu Phàm dưới chân đạp mạnh, cực tốc hướng về trước đó bố trí tốt vạn tượng bàn long trong trận lao đi. Vừa mới vì đối phó loạn cổ đại đế tàn hồn, bọn họ ngược lại là quên, hiện tại nhưng vẫn là đêm tối, cái kia bóng đêm vô tận bên trong có thể còn có vô số ăn thịt người không nhả xương dị ma. Trước đó phiến địa vực này bị thần vương kiếp bao trùm, lôi điện khí tức tạm thời có thể trấn nhiếp những cái kia dị ma, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, lôi điện chi lực càng ngày càng yếu, bọn chúng tự nhiên cũng liền không chỗ nào e ngại. Bạch ma tốc độ không chậm, vẻn vẹn đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Nhưng mà, bọn họ vừa mới xông đi lên mấy chục mét, liền bị mấy cỗ cường hoành khí thế khóa chặt, trong bóng tối, mấy con to lớn bàn tay hung hăng phiến đến, từng đạo kình phong nộ khiếu. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không chút do dự xuất thủ, lấy bọn hắn nhãn lực, tự nhiên rõ ràng thấy được trong bóng tối là vật gì. Đó là từng đầu đạt đến vài trượng quái vật, nhìn qua như người bình thường hình, chỉ là càng thêm cao lớn uy mãnh. Hắn hai mắt trống rỗng, không có con mắt, da rẻ đen kịt tỉ mỉ giống như thần thiết, toàn thân gầy trơ xương như củi, cả người bộ lông màu đỏ bao trùm, giống như máu nhuộm, phát ra mục nát khí tức. Đây là, Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn nhận không ra cái này quái vật lai lịch, hiển nhiên đây không phải phổ thông dị ma. Nhìn đến tin đồn là thật, Bạch Ma lại là vẻ mặt nghiêm túc phun ra một câu, móng vuốt giận vung mà ra, mấy đạo hình người quái vật bị đánh bay. Nhưng quỷ dị là, Bạch Ma trưởng cương lại không có xé nát bọn chúng, vẻn vẹn chỉ là đánh bay bọn chúng mà thôi, hơn nữa hư không còn truyền đến một trận âm vang va chạm thanh âm. Bang, Tiêu Phàm một kiếm quét ngang ra. Chém chúng ba đầu hình người dị ma, hư không đốm lửa bắn tứ tung, cường hoành giống như tu la kiếm, thậm chí ngay cả bọn chúng nhục thân đều không phá nổi. Tiểu Bạch, người biết rõ bọn họ là cái gì quái vật. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn còn chưa thấy qua mạnh như vậy hoành nhục thân. Phải biết, tu la kiếm từ khi lây dính đại đế sát huyết sau đó, cho dù thần vương nhục thân, cũng có thể tùy tiện phá mở, huống chi phổ thông nhục thân đây. Nhưng mà hiện tại sự thực liền là như thế, những này hình người dị ma, quá mức đáng sợ. Bọn chúng là cương, Bạch Ma lạnh lùng phun ra một câu, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, đồng thời dưới chân không có bất luận cái gì chần chờ, hướng về đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại trận bên trong bỏ chạy. Cương, cương thi, Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt nhớ tới một cái từ. Cũng có thể nói như vậy, bất quá bọn chúng còn có một cái khác danh tự, ma cương. Bạch Ma trầm giọng nói. Ma cương, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, có loại bất an cảm giác, chỉ là trong lòng của hắn hoài nghi, cái này ma cương lại là như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ là dị ma một loại? Ma cương, cũng không phải là chân chính dị ma, mà là năm đó ở mảnh này chiến trường chết đi sinh linh, hấp thu dị ma ma tính, sinh ra một loại quái vật, bọn chúng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất dung, không ở trong ngũ hành, bình thường thủ đoạn, căn bản giết không chết. Bạch Ma nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Tiêu Phàm trong lòng quái dị, hắn cảm giác lời này làm sao quen thuộc như vậy chứ, nhất là không ở trong ngũ hành câu nói này. Không ở trong ngũ hành, kia chính là ngũ hành bên ngoài đồ vật có thể giết chết bọn chúng, tỉ như lôi điện. Tiêu Phàm một kiếm lại đẩy lui mấy đầu ma cương, lực phản chấn cũng bắt hắn cho tung bay. Ta không hiểu lôi điện chi lực, Bạch Ma trực tiếp lắc đầu nói. Vẫn là mau chóng rời đi nơi này tốt, những cái này ma cương chỉ có vốn có thể giết ý thức, những nơi đi qua, không cho bất luận cái gì sinh linh tồn tại, nếu là bị ma cương vây quanh, người ta liền nguy hiểm. Tiêu Phàm gật gật đầu, hai người không ngừng hướng về trận pháp tới gần, ma cương nhục thân mặc dù đáng sợ, nhưng thực lực rõ ràng không mạnh, hơn nữa tốc độ cũng theo không kịp Tiêu Phàm bọn họ. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma liền đi tới vạn tượng bàn long trận bên ngoài. Bất quá Tiêu Phàm lại không có tiến vào trong trận, ngược lại lạnh lùng nhìn xem đối diện truy sát mà đến ma cương, đơn cầm trong tay kiếm mà đứng. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Bạch Ma sắc mặt hơi hơi biến đổi. Không có gì, ta chỉ là muốn thử xem, những cái này ma cương là có hay không giết không chết. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó lần nữa xông ra, tu la kiếm bỗng biến thành yêu dị huyết hồng sắc. Một cỗ vô thượng sát khí phun ra. Âm vang, một đạo kim thạch giao kích thanh âm vang lên, hư không mang theo một đầu hỏa tinh trường hồng, cái kia ma cương bị đẩy lui chừng 10 trượng, nhưng Tiêu Phàm vẻn vẹn chặt đứt nó lông tóc mà thôi. Tiểu tử, không cần lãng phí thời gian, giết không chết bọn chúng.
Bạch Ma hét lớn. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong mắt nở rộ lấy tinh quang. Sau một khắc, ở Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm trực tiếp một kiếm cắt đứt cổ tay mình, một đạo máu tươi phun ra, toàn bộ đều tiêm nhiễm ở trên Tu La kiếm. Tiểu tử, người cũng không cần tự sát a, chúng ta hiện tại trốn về Đế Huyết Thành, bọn chúng đuổi không kịp. Bạch Ma kêu to, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm tự ngược. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà là lần nữa liền xông ra ngoài, lần này, kiếm quang trực tiếp khóa được ba đầu ma cương. Hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là phổ thông chạm ra một kiếm. Phốc phốc phốc, ba tiếng giòn vang nối thành một mảnh, chỉ thấy ba khỏa đầu lâu bỗng nhiên bay lên, sau đó thi thể kia cũng đột nhiên bắt đầu chậm rãi hòa tan. Làm sao có thể, Bạch Ma trợn to con ngươi, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Ma cương biết bao quỷ dị, hắn rất rõ ràng, cơ bản chỉ có lôi điện có thể áp chế, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm dĩ nhiên một kiếm chém ba đầu. Quả nhiên có thể, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, trong lòng lại bổ sung một câu, cái gì ma cương, căn bản chính là phổ thông ma cương, ta vô tận chiến huyết hàm chứa chí dương chi khí, vừa lúc có thể khắc chế bọn chúng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung, ngay sau đó, hắn nhìn thấy mấy đạo lưu quang nháy mắt chui vào hắn bên hông quân công bài phía trên. Quân công bài quang mang lóe lên, bên trong nháy mắt nhiều một chút tin tức. 9 điểm quân công trị, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, nháy mắt đảo qua quân công bài, trong đầu nhiều một đạo tin tức. Trong lòng lại là phiền muộn đến cực điểm, vừa mới cái kia ba đầu ma cương, rõ ràng không kém gì cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a, giết ba cái, dĩ nhiên mới lấy được 9 điểm quân công trị. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở Đế Huyết Thành giết người muốn khấu trừ 100 quân công trị, trước đó hắn căn bản không đặt ở trong lòng, nhưng bây giờ mới phát hiện, 100 này quân công trị, có vẻ như cũng không phải tốt như vậy lừa. Giống như vậy cổ thần cảnh hậu kỳ ma cương, hắn muốn giết 34 đầu, mới có thể đi đến 100 quân công trị. 3 điểm quân công trị cũng tốt, trên người có chút quân công trị, về sau ở trong thành giết người, cũng không tất yếu như thế e ngại. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lần nữa nhào về phía chung quanh ma cương. Phốc phốc, từng đạo thanh âm ở hư không vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm một người một kiếm, ở một đám ma cương bên trong thành thạo, hư không lưu quang phù hiện, hắn bên hông quân công bài lấp lóe không ngừng. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, những cái này ma cương cơ bản liền chỉ có bị chém giết phần, nói câu không dễ nghe, bọn chúng đều chỉ là Tiêu Phàm trong mắt quân công trị mà thôi. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết Tiêu Phàm huyết, tại sao có thể khắc chế những cái này ma cương. Phải biết, cho dù là hắn, đều không làm gì được những cái này ma cương a. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào làm được, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, liền đứng ở trong trận pháp, thay Tiêu Phàm lược trận. Tiêu Phàm thỉnh thoảng cắt đứt cánh tay mình, Tu La kiếm dính vô tận máu, tức khắc biến tuyệt thế sắc bén, dù là những cái này ma cương nhục thân cường đại. Có thể cũng không chịu nổi Tu La kiếm một kích. Mấu chốt những cái này ma cương căn bản liền không có linh trí, đối với Tiêu Phàm tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Tiêu Phàm, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ân, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Chí Tôn Phần Thiên Viêm dĩ nhiên chủ động cho hắn truyền âm. Chí Tôn Phần Thiên Viêm tiến vào vô tận động thiên cũng có chút thời gian. Tiêu Phàm còn từ chưa nhìn thấy qua nó chủ động mở miệng nói chuyện, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi kỳ thật có thể không cần cắt cổ tay. Chí Tôn Phần Thiên Viêm thanh âm vang lên, ngữ khí non nớt, tựa như sợ đắc tội Tiêu Phàm. Không cần cắt cổ tay, vậy như thế nào đối phó những cái này ma cương? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, nếu như có thể không cần đổ máu, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ngươi có thể dùng hỏa diễm a, ngươi nắm trong tay hỏa diễm vốn chính là chí dương chi hỏa bên trong ẩn chứa chí dương chi khí có thể khắc chế bọn chúng, những cái này ma cương đồng dạng hỏa diễm không sợ, nhưng lại sợ chí dương chi hỏa. Chí Tôn Phần Thiên Viêm yếu ớt nói ra. Ách, Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra, sắc mặt co quắp một trận, chỉ cảm giác một trận nóng bỏng đau. Đúng vậy a, bản thân vô tận chi hỏa vốn chính là chí dương chi hỏa, hàm chứa chí dương chi khí, hoàn toàn có thể dùng chí dương chi hỏa đối phó ma cương a,
lại sao lại muốn cắt cổ tay đây? Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, bản thân tự cho là thông minh, lại là liền chí tôn phần thiên viêm đều nhìn không được. Ngươi tại sao không nói sớm? Tiêu Phàm trong lòng quát ầm lên. Ta nghĩ đến người yêu thích cắt cổ tay, cho nên. Chí tôn phần thiên viêm khiếp đảm hồi đáp, sợ Tiêu Phàm phản giận. Yêu thích cắt cổ tay. Tiêu Phàm phiền muộn đến cực điểm, thích người muội a, người cả nhà đều yêu thích cắt cổ tay. Người nào nha có bệnh, không có việc gì liền cắt cổ tay chơi. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ im lặng, cái này ngậm bồ hòn chỉ có thể bản thân nuốt vào. Các ngươi đều đáng chết. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đem tất cả phẫn nộ toàn bộ đều chuyển tới cái kia lít nha lít nhít ma cương phía trên. Hắn không làm gì được chí tôn phần thiên viêm, chẳng lẽ còn không làm gì được những cái này chết đồ vật sao? Oanh, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân cuồn cuộn vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, nháy mắt hóa thành một phiến biển lửa, bao phủ chu vi mấy trăm trượng phạm vi, trên trăm đầu ma cương bị bao phủ ở bên trong, bị vô tận chi hỏa thiêu đốt. Dạng này tốc độ ngược lại là nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng phiền muộn toàn bộ đều tan thành mây khói, hắn tựa như nhìn thấy vô số quân công trị đang hướng hắn vẫy tay. Hống hống, cũng liền ở lúc này, thể nội thí thần lại truyền tới một đạo gầm nhẹ thanh âm. Luyện hóa, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, giết loạn cổ đại đế tàn hồn, bản thân cũng liền nhiều mấy phần bảo đảm, có cái này nguy hiểm đối thủ, dù sao không phải là chuyện tốt lành gì. Thí thần gầm nhẹ gật gật đầu, không ngừng khoa tay lấy, từng đạo ý niệm truyền vào Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm mày nhíu lại trở thành chữ xuyên, trầm giọng nói, người nói là, hắn sống nhờ ở Nguyệt Thiên Hạo trên người tàn hồn chỉ là trong đó một sợi mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải là chân chính loạn cổ đại đế, chỉ là loạn cổ đại đế một cái tôi tớ. Lấy được lần này tin tức, Tiêu Phàm trong lòng cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, loạn cổ đại đế một cái tôi tớ tàn hồn liền như thế cường đại. Cái kia loạn cổ đại đế bản thân đây. Phải chăng cũng đã siêu việt đại đế cảnh giới. Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, trong lòng chỉ có thể thầm than, tu luyện con đường này, thật đúng là không phải bình thường kéo dài. Thí thần lại nhẹ gật đầu, đi đến bây giờ cảnh giới, thí thần cũng đã có linh trí, chỉ là còn không thể biểu đạt mà thôi, khả năng này là bị luyện thành đệ nhị linh hồn có quan hệ. Chờ chút, người nói hắn còn có tàn hồn sống nhờ ở cái khác tu sĩ trên người. Chuẩn bị chạy tới loạn cổ đại đế vẫn lạc chi địa đế huyết nhai. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong lòng có một cỗ nồng đậm bất an. Cái kia huyết phụ hư ảnh mặc dù là loạn cổ đại đế tôi tớ, nhưng hắn chung quy là đại đế cảnh tồn tại a, một sợi tàn hồn bị hắn Tiêu Phàm diệt, đoán chừng đối phương cũng sẽ không buông tha hắn. Tất nhiên là vì loạn cổ đại đế tàn hồn mà đến, trốn là trốn không được đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tất nhiên không tránh thoát, cái kia làm sao không tiến về đế huyết nhai tranh một chuyến chân chính loạn cổ đại đế truyền thừa đây, lần trước không phải chiếm được một chương địa đồ sao. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt có một tia sốt ruột, hắn rốt cục khẳng định, Bạch Ma lúc trước Nguyệt Thiên Hạo trong miệng nói tới khẳng định liền là loạn cổ đại đế truyền thừa. Chỉ là trong đầu hắn lại có một cái nghi hoặc, đế huyết nhai thật có loạn cổ đại đế truyền thừa sao? Bách sát chiến trường cũng không phải một giới hai giới sự tình. Nếu quả thật có loạn cổ đại đế truyền thừa mà nói, đã sớm hẳn là bị người cướp đi mới đúng a. Mặc kệ, trước tiên đem những cái này ma cương diệt lại nói. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, thao túng vô tận chi hỏa điên cuồng nung khô lấy ma cương. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang từ tứ phía bát phương bay vụt mà đến, toàn bộ đều xuất vào quân công bài. Đang lúc Tiêu Phàm trắng trợn đồ sát ma cương thời điểm, đế huyết thành lại không bình tĩnh. Vô số tu sĩ tụ tập ở đế huyết thành thành chủ phủ bên ngoài. Ở thành chủ phủ cửa ra vào, đứng thẳng lấy một khối đạt đến 10 trượng cự đại thạch bia phía trên bên biểu hiện ra từng cái danh tự, giờ phút này, có một cái danh tự đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hạng 80, mà lại còn đang nhanh chóng tiêu thăng. Kiếm Hồng Trần, hắn vừa mới không phải ở Nam Thành A, làm sao đột nhiên lên quân công bảng, hơn nữa quân công chỉ còn đang nhanh chóng gia tăng. Các người mau nhìn, cũng đã 72 tên, hắn sẽ không đánh bại Tử Dương Kinh Hồng sau đó, liền lại chạy đi ngoài thành săn giết dị ma đi. 89 phần 10 là, trong bóng tối, dị ma là nhiều nhất thời điểm, chỉ là rất ít có người dám ra ngoài liệp ma, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thiên tài mới có thực lực này cùng dũng khí. Các ngươi nhìn, 43 tên,
tê nhanh như vậy, hắn thực sự là một người đang liệt ma a, ta làm sao cảm giác là một cái đoàn đội a. Đoàn người nhìn chằm chằm cự đại thạch bia kinh hô lên tiếng, cái này thạch bi không phải gì khác, chính là Vạn La Đế Vực quân công bảng. Nhìn thấy quân công bảng phía trên kiếm hồng trần danh tự nhảy vào thức hướng phía trên kéo lên, đoàn người tập thể trợn tròn mắt. Những người khác người nào không phải một cái hai cái thứ tự đi lên kéo lên, mà trước mắt kiếm hồng trần lại là nhảy vào thức kéo lên, mấy tức sau đó, đã đến đệ nhị 13 tên. Quân công bảng khẳng định sai lầm, bằng không thì không có khả năng thăng nhanh như vậy, nhanh đi tìm thành chủ, nhường hắn đến giải thích một cái. Đám người bên trong có người hét lớn. Quân công bảng không chỉ là tượng trưng cho cống hiến, cũng đồng dạng tượng trưng cho thực lực, mỗi người ít nhiều đều có chút ganh đua so sánh chi tâm, nhìn thấy kiếm hồng trần cái tên này nhảy vọt thức tiến lên, ai cũng trong lòng khó chịu. Thành chủ đến, lúc này, không biết người nào đột nhiên kêu to một tiếng, đoàn người ánh mắt bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả chậm rãi đi tới. Bái kiến thành chủ, đoàn người nhìn thấy hắc bào lão giả thời khắc, nhao nhao nhường ra một con đường, cung kính một xá nói. Hắc bào lão giả không phải kẻ khác, chính là một mực âm thầm chú ý Tiêu Phàm Hướng lão, hắn bản danh là Hướng Vân Sinh, chính là Vạn La Đế Vực Hướng gia trưởng lão, cũng là Đế Huyết Thành thành chủ, thần vương cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được. Một cái khác hôi bào lão giả cùng ở sau lưng hắn, kỳ danh là Vu Cửu, cũng là thần vương cảnh cường giả, lần trước chính là hắn âm thầm chú ý Tiêu Phàm bọn họ. Cũng cùng huyết phụ thân ảnh đại chiến một trận. Chuyện gì ở đây ầm ĩ? Phu cửu băng lãnh con ngươi đảo qua toàn trường, thần vương cảnh uy thế ép tới người ở đây có chút không thở nổi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một cái tuổi trẻ tu sĩ đi ra, nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, quân công bảng sai lầm. Quân công bảng làm sao sẽ phạm sai lầm? Hướng Vân Sinh còn không có mở miệng, phu cửu liền nhíu mày. Tiền bối, ngài chính mình nhìn. Tuổi trẻ tu sĩ vội vàng nói ra. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người ngẩng đầu nhìn về phía quân công bảng, cũng không có phát hiện dị thường gì, Vu Cửu càng là hơi có khó chịu nói quân công bảng không phải rất bình thường sao. Tuổi trẻ tu sĩ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, thiếu chút nữa thì quỳ ở trên mặt đất, cắn răng nói tiền bối, ta nói là cái kia kiếm hồng trần, 10 hơi trước đó, hắn vẫn chỉ là khoảng 40 tên, hiện tại cũng đã 10 mấy tên. Không phải liền là 10 mấy tên sao? Phu cửu lơ đễnh nói, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nắm lấy tuổi trẻ tu sĩ cổ áo, kinh ngạc nói, người nói hắn ở 10 hơi thời gian bên trong, liền từ 40 mấy tên tiến nhập 10 mấy tên. Tuổi trẻ tu sĩ dọa cho phát sợ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, khổ sở nói, không chỉ như thế, 30 cái hô hấp phía trước, hắn còn căn bản không có vào quân công bảng. Làm sao có thể? Phu cửu trên mặt đều là chấn kinh chi sắc, 10 cái hô hấp tiến lên hơn 20 thứ tự cũng liền bình thường, có thể 30 cái hô hấp, dĩ nhiên đi tới hơn 100 cái thứ tự, hơn nữa trước đó hắn còn không có vào quân công bảng. Quân công bảng phía trên ghi chép danh tự không nhiều, cũng liền 200, cái này tương đương với đại biểu cho Vạn La Đế vực cấp dưới trên 100 địa vực tuyệt thế thiên tài. Đừng nói tiến vào trước 20, liền là tiến vào top 100. Vậy cũng là có thể cho người nhớ người ở vật, chú định nổi danh dương Vạn La Đế vực. Nếu là cái khác cổ vực thiên tài tiến vào quân công bảng 10 mấy tên, bọn họ căn bản không biết quan tâm, nhiều nhất cũng liền lau mắt mà nhìn mà thôi. Dù sao, cổ vực thiên tài cùng nội tình cũng không yếu, có thể bồi dưỡng được một hai cái tuyệt thế thiên tài, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Nhưng bây giờ, một cái bất nhập lưu địa vực tu sĩ, dĩ nhiên tiến nhập quân công bảng 10 mấy tên. Cái này dung không được bọn họ không kinh ngạc. Các ngươi nhìn, tên thứ 12, đột nhiên, lại có người cả kinh kêu lên. Đoàn người không hẹn mà cùng nhìn về phía quân công bảng, quả nhiên, kiếm hồng trần ba chữ này, lại đi tới mấy cái tên. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hướng lão, cái này, phu cửu trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, đành phải nhìn về phía Hướng Vân Sinh. Có thể ở mấy chục cái hô hấp, giết vào quân công bảng tên thứ 12, cho dù đặt ở Vạn La Đế vực những cái kia thiên tài, cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hướng Vân Sinh nhắm mắt cảm ứng một hồi, sau đó mới mở ra hai mắt, hắn sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đào hải lãng, trong đầu cũng đã bắt đầu tính toán rất nhanh lên.
Nam Thành hiện tại chính là về Thiên Vũ vực tất cả, Thiên Vũ vực người nếu là nhìn thấy Kiếm Hồng Trần trở về, nhường hắn tới gặp lão hủ. Hướng Vân Sinh nhìn một chút người bốn phía nhóm, thản nhiên nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại truyền khắp ở đây mỗi người trái tim. Tất cả mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động, Hướng Vân Sinh lại đem Nam Thành chia cho Thiên Vũ vực, đây coi như là biến tướng nịnh nọt Thiên Vũ vực sao. Trước kia Tiêu Phàm chính mình nói Thiên Vũ vực chiếm cứ Nam Thành môn, mặc dù đám người không dám không theo, nhưng nội tâm vẫn có chút khó chịu. Nhưng bây giờ, Hướng Vân Sinh dĩ nhiên chủ động công nhận Thiên Vũ vực, không, nói cho đúng là công nhận Kiếm Hồng Trần, về sau người nào còn dám đắc tội Thiên Vũ vực. Mọi người tại đây thần sắc không giống nhau, bất quá bọn họ trong lòng đều biết rõ, về sau không thể tùy tiện đắc tội Tiêu Phàm, Thiên Vũ vực đều khả năng bởi vì Kiếm Hồng Trần muốn đằng phi. Mà đồng dạng sự tình, còn phát sinh ở lệ thuộc về Vạn La đế vực mặt khác vài tòa thành trì, trong đó có một tòa thành trì tên là Lưu Vân Thành. Lưu Vân Thành cũng đồng dạng nắm giữ quân công bảng, phàm là từ Vạn La đế vực quân công điện nhận lấy quân công bài người, đều có thể phía trên cái này bảng, cùng đế huyết thành quân công bảng cơ hồ là đồng bộ. Giờ phút này, Lưu Vân Thành quân công bảng trước mặt, cũng đồng dạng đứng đấy vô số tu sĩ, nhìn thấy quân công bảng phía trên bài danh. Tất cả mọi người một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cái kia Kiếm Hồng Trần là ai, là cái nào cổ vực thiên tài, dĩ nhiên một ngày, nhất cử nhảy vọt đến quân công bảng tên thứ 12. Theo ta thấy, nhất định là ta Vạn La đế vực một cái nào đó đại tộc đệ tử, chỉ là bình thường không vì thường nhân hiểu rõ mà thôi. Cực có khả năng là, đoạn thời gian trước Diệp gia đột nhiên toát ra Diệp Khuynh Thành, nhất cử đoạt được quân công bảng hạng 10. Cái này Kiếm Hồng Trần, đoán chừng cũng không yếu so với Diệp Khuynh Thành A. Đoàn người nhìn xem quân công bảng, nghị luận ầm ĩ, khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. A, đây không phải là Diệp Khuynh Thành A, hắn dĩ nhiên cũng tới. Đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, đoàn người bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên chậm rãi đi tới. Bạch bào thanh niên vác trên lưng lấy một chuôi trường kiếm. Bạch sắc hai tóc mai giống như hai thanh trường kiếm cắm vào hắc phát, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, cái này bạch bào thanh niên, không phải liền là chiến hồn đại lục Diệp Khuynh Thành sao? Lúc trước Diệp gia hư không tiêu thất, Diệp Khuynh Thành dĩ nhiên xuất hiện ở Vạn La đế vực. Diệp Khuynh Thành không có để ý tới đám người, mà là nhàn nhạt nhìn xem quân công bảng, sắc bén ánh mắt nháy mắt rơi vào quân công bảng 12 được một cái tên. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Kiếm Hồng Trần, Diệp Khuynh Thành tự nói một tiếng, chậm chạp nói, người rốt cuộc đã đến. Lưu lại một câu, Diệp Khuynh Thành quay người liền rời đi nơi đây, cái khác tu sĩ toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên. Diệp Khuynh Thành có vẻ như nhận biết Kiếm Hồng Trần, làm Diệp Khuynh Thành biến mất thời khắc, đám người bên trong rốt cuộc có người kinh hô lên tiếng. Nếu như nói trước đó còn có người không có coi trọng Kiếm Hồng Trần cái tên này mà nói, bây giờ mỗi người đều nháy mắt cải biến nội tâm ý nghĩ. Diệp Khuynh Thành là ai? Đây chính là Diệp gia ngàn năm khó ra thiên tài một trong A, hắn dĩ nhiên nhận biết Kiếm Hồng Trần, người nào còn dám không nhìn Kiếm Hồng Trần đây? Từ một khắc này trở đi, Kiếm Hồng Trần ba chữ này, cũng đã bắt đầu dương danh Vạn La đế vực. Mà hết thảy, Tiêu Phàm là không biết, hắn vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giết chóc ma cương, thu hoạch quân công trị. Bận rộn nửa ngày, dĩ nhiên mới lấy được hơn 4.800 quân công trị. Tiêu Phàm nhìn xem vô số cỗ bị đốt cháy đen ma cương, âm thầm thở dài một hơi. Hắn phát hiện, cái này quân công trị không phải bình thường khó khăn, chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ, mới một chút quân công trị, chém giết cổ thần cảnh trung kỳ, có thể thu hoạch được 2 điểm quân công trị. Cứ thế mà suy ra, chém giết cổ thần cảnh hậu kỳ cùng cổ thần cảnh đỉnh phong, phân biệt có thể thu hoạch 3 điểm cùng 4 giờ quân công trị. Hơn một canh giờ, Tiêu Phàm giết chết ma cương nhiều đến 2.000 đầu, vẫn như trước chỉ chiếm được hơn 4.800 quân công trị, đây là hắn trước đó không thể tưởng tượng. Nhìn đến, muốn thu hoạch được quân công trị, còn phải đi tìm kiếm cái khác dị ma mới được. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Dưới chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện ở đại trận, bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, giống như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Dị ma giết hết, cũng nên đi. Tiêu Phàm cười cười nói. Bạch ma gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía nơi xa,
đột nhiên sắc mặt biến hóa nói, sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi. Nghe được Bạch Ma mà nói, Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một đạo lãnh điện, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia đen kịt trận pháp bên ngoài. Hắn có thể nghe được một chút tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến, răng đầy bên ngoài mỗi một tấc không gian, từng đạo đen kịt dày đặc chỉ từ hắn ánh mắt bên trong lóe qua. Phệ Thiên Ma nghĩ, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, con người hơi hơi thu rụt một cái. Đối mặt những cái kia ma cương, hắn còn có thể không chỗ nào e ngại, bởi vì vô tận chi hỏa vừa lúc có thể khống chế, nhưng cái này Phệ Thiên Ma nghĩ, có thể liền muốn so những cái kia ma cương khủng bố hơn rất nhiều a. Hắn không chút do dự lấy ra một khối khay ngọc, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, muốn thôi động truyền tống khay ngọc rời đi nơi này. Oanh, nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm khởi động truyền tống khay ngọc, mấy đạo lợi mang từ trong bóng tối bay vụt mà tới, vạn tượng bàn long trận oanh một bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, lít nha lít nhít Phệ Thiên Ma nghĩ chen chúc mà tới, căn bản không cho Tiêu Phàm thôi động truyền tống khay ngọc thời gian. Ngươi không phải nói cái này vạn tượng bàn long trận có thể ngăn cản thần vương cường giả ba kích sao? Tiêu Phàm cực tốc lui lại, nhìn về phía Bạch Ma nói. Ta là nói có thể ngăn cản thần vương cường giả tiền kỳ ba kích, nhiều như vậy Phệ Thiên Ma nghĩ, đều là cổ thần cảnh, hơn nữa khả năng còn có thần vương cảnh Phệ Thiên Ma nghĩ, làm sao có thể chống đỡ được? Bạch Ma tức giận đáp lại nói. Trong lòng của hắn cũng phiền muộn vô cùng, cái này vạn tượng bàn long trận. Ngăn trở thần vương tiền kỳ ba kích xác thực không có gì vấn đề, có thể cái này Phệ Thiên Ma nghĩ thực sự nhiều lắm. Chủ yếu nhất là, hắn còn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức, cái kia Phệ Thiên Ma nghĩ tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, hắn phát hiện Bạch Ma vẫn là quá không đáng tin cậy, bất quá lúc này không phải trách tội hắn thời điểm, việc cấp bách là lập tức trở về đến Đế Huyết Thành. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này Phệ Thiên Ma nghĩ sẽ như vậy nhiều. Hơn nữa liền nhường hắn thôi động truyền tống khay ngọc cơ hội đều không có. Hai người lui lại tốc độ rất nhanh, nhưng Phệ Thiên Ma nghĩ lại sớm đã đem vạn tượng bàn long trận cho bao vây, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, hắn đã sớm bị người tính kế. Bây giờ hai mặt thụ địch, muốn đào tẩu đều là một vấn đề. Nhanh, theo ta đi. Bạch Ma gầm thét một tiếng, một cái to lớn bàn tay từ không trung rơi xuống, mang theo hoảng sợ chi uy. Tựa như muốn đem phiến này thiên địa đều cho đập nát một dạng. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy vô số Phệ Thiên Ma nghĩ bỗng nhiên nổ tung, trong hư không tức khắc xuất hiện một con đường đến. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn hiển nhiên không nghĩ đến Bạch Ma lực lượng như thế đáng sợ, vừa mới một trưởng kia, ít nói cũng chụp chết trên trăm con Phệ Thiên Ma nghĩ. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm nhìn thấy vô số lưu quang bay vụt mà tới, rơi vào hắn quân công bài. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi, Bạch Ma giết chết dị ma, quân công chỉ dĩ nhiên toàn bộ đều tính bản thân, chẳng lẽ đây chính là quân công bộ bài tác dụng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm căn bản không dám có bất luận cái gì chần chờ, hắn chỉ muốn lập tức thoát đi nơi này, cho dù là hắn, giờ phút này cũng không dám cùng nhiều như vậy Phệ Thiên Ma nghĩ tranh phong. Tu La tộc run rế, chết, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vừa mới xông vào Phệ Thiên Ma nghĩ vây quanh. Đột nhiên một tiếng quát như sấm truyền đến, ngay sau đó một vệt sáng từ chân trời nộ khiếu mà tới. Đó là một cái to lớn móng vuốt, mang theo dày đặc rét lạnh ánh sáng, xông thẳng Tiêu Phàm mặt mà đến, hắn mục đích hiển nhiên liền là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, Tu La kiếm không chút do dự nổi giận chém mà ra, huyết quang trùng thiên, quang hoa diệu thế, hư không đều bị hắn một kiếm cho xé ra. Oanh, móng vuốt cùng Tu La kiếm hung mãnh đụng vào nhau. Đáng sợ thần lực ba động mãnh liệt tứ phương, vô số Phệ Thiên Ma nghĩ bị tung bay, Tiêu Phàm cả người bay ngược mà ra. Hắn áo bào phá toái, ngực có một đạo thật sâu vết cào, máu tươi nhiễm đỏ y phục, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Thần vương cảnh, Tiêu Phàm trong lòng lạnh xuống, con người tinh quang lập lòe, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Bạch Ma không có thừa cơ đào tẩu, mà là đi tới Tiêu Phàm trước người, lo lắng hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, vận chuyển vô tận chiến điển, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, bất quá vừa mới một kích, lại là nhường hắn có chút kinh hồn táng đảm. Đây chính là thần vương cường giả một kích a, vẻn vẹn một kích, liền để hắn có chút tiếp nhận không được. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một đầu vài trượng lớn nhỏ Phệ Thiên Ma nghĩ, đang lạnh lùng nhìn xem hắn,
màu đỏ tươi con ngươi lộ ra khát máu sát mang. Nhìn thấy ánh mắt kia, Tiêu Phàm luôn cảm giác có loại quen thuộc khí tức, có vẻ như cùng hắn lên lần chém giết đầu kia kiến vương giống nhau như đúc. Lúc này, Tiêu Phàm thể nội thí thần gầm nhẹ, tựa như đang cùng Tiêu Phàm giao lưu cái gì. Cái gì, lần trước ta giết chết cái kia kiến vương, chỉ là hắn phân thân. Tiêu Phàm trong lòng chấn động, lần trước hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới giết chết cái kia thần vương cảnh kiến vương, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, cái kia kiến vương dĩ nhiên chỉ là phân thân, trước mắt một đầu mới là bản thể. Đem đồ vật giao ra đến, bản vương cho ngươi một cái thống khoái. Kiến vương lạnh như băng mở miệng, cái kia sáu đầu đao túc chấp động, phát ra dày đặc rét lạnh mang. Đồ vật, thứ gì, Tiêu Phàm nhíu mày, lắc lắc đầu nói, ta chưa từng cầm qua ngươi thứ gì. Còn dám rảo biện, kiến vương hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Tiêu Phàm cũng đã làm xong toàn lực chạy trốn chuẩn bị, nhưng bốn phía đều là lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ, trải rộng thiên thượng địa hạ, cho dù muốn chạy trốn đều không thể. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám ý niệm, luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản, lần trước ở Mặc Thạch Thành bị phệ thiên ma nghĩ vây công, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, ta kiếm hồng trần làm việc, làm chính là làm, không có làm cũng sẽ không thừa nhận. Nhân tộc run rế, liền biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận, bản vương trước hết giết ngươi, lại bản thân chậm rãi tìm. Kiến vương gầm thét một tiếng, há miệng gào thét, từng đạo kim sắc thiểm điện theo nó trong miệng phun ra. Tiểu tử, ta ngăn lại hắn, ngươi trước trốn. Bạch ma nhìn thấy, giống to một tiếng, trực tiếp biến thành bản thể, mấy chục trượng cao thân thể giống như núi cao lớn, xử lý ở hư không, uy thế trùng thiên. Tiêu Phàm vẫn luôn không quá để mắt bạch ma, nhưng mà giờ phút này, trong lòng của hắn lại nhiều hơn một tia cảm động, không nghĩ đến ở nơi này thời điểm then chốt, bạch ma dĩ nhiên đứng ra. Trường sinh thú, kiến vương nhìn thấy bạch ma bản thể, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức phát ra bén nhọn tiếng cười, ha ha, cổ thần cảnh trường sinh thú, coi là có thể làm gì được bản vương có thể ăn ngươi, đoạt ngươi cấp độ lực lượng, tương lai đột phá đại đế cảnh có hy vọng. Một đầu xúc sinh mà thôi, bản đế giết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Bạch ma hầm hầm giận dữ, đưa tay liền là một bàn tay vung ra, đi mau. Tiêu Phàm trong lòng có chút lo lắng, cái này kiến vương mặc dù là một con kiến, nhưng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bóp chết. Chờ ta chốc lát, ta liền tới cứu ngươi. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền cầm trong tay tu la kiếm hướng về một phương hướng khác phóng đi, hắn không có khả năng là cái kia kiến vương đối thủ. Lưu ở nơi này, chỉ có thể kéo bạch ma lui lại. Nho nhỏ cổ thần cảnh, người có thể cứu được người nào? Hôm nay các ngươi đều phải chết, đám tiểu nhân, cho bản vương làm thịt hắn. Kiến vương nộ khiếu, hóa thành thiểm điện nhào về phía Tiêu Phàm. Đồng thời, cái kia đến hàng vạn mà tính phệ thiên ma nghĩ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, trong hư không truyền đến từng đợt bén nhọn ông minh chi thanh. Yên diệt, vô tận chi hỏa. Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, tu la kiếm càng là một kiếm nộ khiếu thiên địa, chân hắn dẫm thái huyền thần du bộ, thẳng lướt mà ra. Thình thịch, từng tiếng nổ vang ở hư không vang lên, từng cái phệ thiên ma nghĩ bị kiếm khí xé rách mà đến, phệ thiên ma nghĩ tuy mạnh, nhưng nhục thân so với ma cương vẫn là muốn kém rất nhiều. Tiêu Phàm đối mặt những cái này cổ thần cảnh phệ thiên ma nghĩ, vẫn có chút tâm đắc, lần trước hắn liền chém giết không ít. Chỉ là lúc này phệ thiên ma nghĩ so với Mặc Thạch Thành bên ngoài phệ thiên ma nghĩ, số lượng cùng chỉnh thể thực lực đều muốn mạnh không ít, giết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bạch ma không biết có thể kiên trì bao lâu, nhất định phải lập tức cứu tỉnh lão lôi, chúng ta mới có một tia hy vọng trở lại đế huyết thành. Tiêu Phàm trong lòng tính toán, hiện tại cự ly hừng đông còn có mấy cái canh giờ, muốn đợi đến ban ngày đến, phệ thiên ma nghĩ tự động thối lui, đoán chừng là không thể nào. Phệ thiên ma nghĩ cố nhiên yêu thích đêm tối, đó là bởi vì bọn hắn có thể lợi dụng hắc ám lực lượng, nhưng chúng nó cũng chưa chắc sẽ e ngại bại lộ ở ánh nắng phía dưới. Nếu không mà nói, Tiêu Phàm thi triển vô tận chi hỏa thời điểm, những cái này phệ thiên ma nghĩ đã sớm rút lui. Bất quá có một chút Tiêu Phàm có thể khẳng định, kia chính là vô tận chi hỏa cũng là những cái này phệ thiên ma nghĩ khắc tinh, chí ít, hắn tạm thời không có sinh mệnh chi uy. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm giết ra một con đường máu, lờ mờ có thể nghe được chân trời kịch liệt tiếng va chạm,
đó là Bạch Ma cùng Kiến Vương ở giao thủ. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện 8 đạo linh hồn phân thân, đồng thời, còn xuất hiện 20 con thần điêu thú. Ngăn lại cho ta bọn chúng, không nên quấy rầy ta. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền đem Tu La kiếm giao cho trong đó một bộ linh hồn phân thân. 8 đạo linh hồn phân thân cùng 20 con thần điêu thú thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở tứ phương, đem Tiêu Phàm bản thể vây cực kỳ chặt chẽ. Mà Tiêu Phàm bản thể, trong tay lại là nhiều một cái bình ngọc, gỡ ra bình ngọc nắp bình, một đạo huyết sắc quang ảnh thoáng hiện mà ra. Đồng thời, hắn sau lưng cũng hiện ra một đạo to lớn thân ảnh không phải gì khác, chính là thí thần. Thí thần mở ra bồn máu miệng lớn, phun ra một bộ vài chục trượng thịt heo thân thể. Ta nhục thân, huyết sắc quang ảnh hét lớn, cái này hiển nhiên là Lôi Viên Vương linh hồn. Đi thôi, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại là chú ý đến bốn phía biến hóa. Lôi Viên Vương linh hồn mặt lộ vẻ kích động, nhanh chóng nhào về phía nhục thân của hắn, hắn không nghĩ đến là, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật đoạt lại nhục thân của hắn, hơn nữa còn đem nhục thân của hắn phục hồi như cũ. Một khi linh hồn cùng nhục thân hợp thể, hắn có thể liền là chân chính thần vương cảnh cường giả. Lão Lôi, người cần bao lâu, Tiểu Bạch bên kia có thể chưa hẳn chịu được. Tiêu Phàm hỏi. Nửa chén trà nhỏ thời gian, chỉ cần nửa chén trà nhỏ, ta linh hồn cùng nhục thân liền có thể hoàn mỹ dung hợp, khôi phục lại đỉnh phong. Lôi Viên Vương thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Nửa chén trà nhỏ sao? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, nửa chén trà nhỏ thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Hiện tại có nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ trùng kích, Tiêu Phàm muốn kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng không phải bình thường gian nan. Bạch Ma, hy vọng ngươi có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, âm thầm trầm ngâm nói. Hắn tin tưởng, Bạch Ma khẳng định có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, dù sao hắn đã từng là đại đế, hơn nữa còn đoạt xá trường sinh thú thân thể. Tiêu Phàm lo lắng là, chính hắn có thể hay không kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ không ngừng trùng kích, không cẩn thận liền sẽ muốn mạng bọn họ. Tiêu Phàm bản thể không có xuất thủ, mà là thủ hộ ở bên người Lôi Viên Vương, tạm thời tới nói, 8 cỗ linh hồn phân thân cùng 20 con thần điêu thú ngăn trở cái kia phệ thiên ma nghĩ là đầy đủ. Hắn muốn làm liền là giải quyết những cái kia cá lọt lưới, không cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng được, ngẫu nhiên xuất hiện một cái hai đầu phệ thiên ma nghĩ, đều bị Tiêu Phàm tùy tiện giải quyết. Hắn không biết là, linh hồn phân thân cùng thần điêu thú giết chết dị ma, biến thành quang vũ đang điên cuồng hướng về hắn bên hông quân công bài bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, đế huyết thành cũng lần nữa xôn xao. Kiếm hồng trần hạng 8, ta trời ạ, hắn đến cùng giết bao nhiêu dị ma, chiếm được bao nhiêu quân công trị, dĩ nhiên đạt đến hạng 8. Không ngừng, các ngươi nhìn, tên hắn lại lóe lên, nhảy lên tới hạng 7, theo ta thấy, đoán chừng nếu không bao lâu, hắn thứ tự còn sẽ tăng lên. Kiếm hồng trần đến cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ là ở tàn sát dị ma hang ổ a, cái này quân công trị, cảm giác liền cùng đoạt một dạng. Con mẹ nó, hạng 6, hắn thực sự là muốn nghịch thiên sao? Quân công bảng phía dưới, đoàn người nhìn thấy kiếm hồng trần ba chữ này không ngừng lấp lóe, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt bên trong đều là kinh hãi. Trong thành chủ phủ, Phù Cửu hít sâu một cái đi vào đại điện, nhìn xem đại điện trung ương ngồi hướng mây sinh đạo, hướng lão, tiểu tử kia cũng đã hạng 6. Hướng Vân Sinh thần sắc coi như bình tĩnh, chỉ là che giấu rất tốt mà thôi, hít sâu một cái nói, kẻ này, vô luận như thế nào đều muốn hảo hảo bảo hộ, tương lai nếu là trưởng thành, hẳn là ta Vạn La đế vực tuyệt thế thiên kiêu. Vâng, Phu Cửu gật gật đầu, bất quá trên mặt lại lộ ra đắng chát tiếu dung, hướng lão, kẻ này đắc tội Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực, theo ta thấy, muốn sống sót cơ hội xa vời a. Hừ, ta Vạn La đế vực coi trọng người. Chuyện gì đến phiên bọn họ xuất thủ? Hướng Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, yên tâm, việc này ta cũng đã bẩm báo cho vực chủ, hẳn là rất nhanh liền biết lấy được hồi phục. Nếu là kẻ này có thể đi theo thiếu chủ tiến vào nơi đó, thiếu chủ cơ hội liền lại lớn rất nhiều. Phu Cửu hít sâu một cái nói. Hướng Vân Sinh nhẹ gật đầu, hít sâu một cái nói, bất quá kẻ này tính tình có chút ngạo, không muốn tùy tiện thần phục người nào. Ngạo. Hắn nhiều nhất cũng chính là cổ vực đỉnh cấp thiên tài mà thôi,
cùng ta Vạn La đế vực mấy đại thiên kiêu, vẫn có rất lớn chênh lệch, ở trước mặt thiếu chủ, hắn cũng ngạo không nổi. Phu Cửu lơ đễnh nói. Vừa dứt lời, Phu Cửu sắc mặt hơi hơi biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài, tựa như nháy mắt thấy được quân công bảng đồng dạng, kinh ngạc nói, dĩ nhiên hạng năm. Tiêu Phàm căn bản không biết bản thân quân công chỉ cũng đã nhảy lên tới quân công bảng hạng năm, hắn hiện tại cũng đã không có tâm tư cố kỵ cái khác, mà là toàn tâm toàn ý đối phó bốn phía phệ thiên ma nghĩ, bảo hộ Lôi Viên Vương an nguy. Không đến một phần tư chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm tám cỗ linh hồn phân thân cùng 20 con thần điêu thú toàn bộ bỏ mình, hắn lại không thể không triệu hồi ra 40 đầu thần điêu thú. Theo lấy cái kia tám cỗ linh hồn phân thân vẫn lạc, Tiêu Phàm lại chia ra 10 bộ linh hồn phân thân, hắn sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch lên, mức tiêu hao này cũng không phải bình thường lớn. Hắn cũng rốt cục minh bạch, song quyền cuối cùng nan địch Powerhand, dù là hắn cá nhân thực lực vô cùng cường đại. Hắn trong con người tràn đầy một loại khát vọng, không chỉ chính hắn muốn trở nên mạnh hơn, đồng dạng Tu La Điện cũng cần mạnh lên, nếu không mà nói, lấy hắn một người lực lượng, muốn ở Thái Cổ Thần Giới sinh tồn được, quá mức khó khăn. Hiện tại hắn địch nhân cũng đã biến thành mấy đại cổ vực, đây chính là có đại đế cường giả tọa chấn, bằng vào hắn một người đột phá thần vương cảnh còn chưa đủ, hắn cần càng cường đại hậu thuẫn. Hy vọng Bách Sát chiến trường, có thể hay không cho ta mang đến một chút kinh hỉ, nhưng Tu La Điện có thể có đầy đủ thực lực nghênh chiến tứ phương cường địch. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói, ầm ầm, lúc này, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, cái kia 10 bộ linh hồn phân thân cùng 40 đầu thần điêu thú nổ tung. Không ít phệ thiên ma nghĩ thừa dịp khe hở vọt lên tiến đến. Phốc, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn xem mặt đất Lôi Viên Vương một cái. Cự ly nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, hắn con người cũng càng ngày càng kiên định. Người yên tâm, ta nhất định gắng gượng qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm cắn răng nói, trong mắt tóe bắn ra hai đạo hung mãnh lợi mang. Nửa chén trà nhỏ thời gian, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, nhưng giờ phút này đối với Tiêu Phàm tới nói, không thể nghi ngờ là rất dài. Phệ thiên ma nghĩ số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến căn bản giết không bao giờ hết, giết không hết. Tiêu Phàm tự xưng thần lực hiếm có người có thể địch, nhưng giờ phút này cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như hắn muốn trốn, những cái này phệ thiên ma nghĩ căn bản ngăn không được hắn, hắn hoàn toàn có thể mang theo Lôi Viên Vương đào tẩu. Nhưng hắn nếu là đi, Bạch Ma đây. Bạch Ma thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải cái kia Kiến Vương đối thủ, thậm chí chạy trốn đều quá bất khả có thể, một khi thụ thương, bị những cái này phệ thiên ma nghĩ vây quanh, vậy liền thập tử vô sinh. Muốn cứu Bạch Ma, đầu tiên muốn làm liền là nhường Lôi Viên Vương linh nhục hợp nhất, chỉ có chờ hắn nắm giữ chân chính thần vương cảnh thực lực, mới có thể liên thủ Bạch Ma ngăn lại Kiến Vương. Một phen chém giết xuống tới, Tiêu Phàm linh hồn lực lượng cùng thần lực đều còn thừa không có mấy. Căn bản phân không ra linh hồn phân thân, chỉ có thể dựa vào chính hắn cùng thần điêu thú. Phất tay, Tiêu Phàm lấy ra cuối cùng 10 mấy bộ thần điêu thú, chỉ vì kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Giết, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, quanh thân huyết khí quay cuồng, kiếm khí ngang dọc, lôi xé bốn phía phệ thiên ma nghĩ, giờ khắc này, hắn không thể không tự mình xuất thủ. Ở hắn thể nội, bạch sắc thạch đầu trán phóng hừng hực quang hoa. Không ngừng bổ sung thần lực và linh hồn lực lượng. Cũng may giết chết những cái này phệ thiên ma nghĩ, mặc dù không hấp thu được bọn họ thần lực, nhưng là, bọn chúng mệnh ngoại chi khí cũng là bị bạch sắc thạch đầu hấp thu, sau đó bị chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng trả lại Tiêu Phàm từng cái phệ thiên ma nghĩ đổ vào Tiêu Phàm dưới chân, hắn linh hồn chi lực bao trùm lấy chung quanh trên trăm trượng chu vi, không cho phép bất luận cái gì phệ thiên ma nghĩ tới gần cái này phạm vi. Lôi Viên Vương chính đang tiến hành linh nhục hợp nhất, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Một khi những cái này phệ thiên ma nghĩ tới gần, dù là Lôi Viên Vương là thần vương cảnh, đoán chừng cũng sẽ bị lên tiếng ngay cả cặn cũng không còn. Ầm ầm, từng đầu thần điêu thú bị oanh sát, vô hình tiêu tán ở hư không, theo lấy thần điêu thú tử vong, Tiêu Phàm áp lực càng ngày càng lớn, đối mặt phệ thiên ma nghĩ càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm rất muốn thí thần đến giúp đỡ. Có thể muốn giết chết những cái này phệ thiên ma nghĩ, chỉ có đánh nát bọn họ đầu, thí thần căn bản không thể rút ra bọn họ mệnh ngoại chi khí. Phốc, Tiêu Phàm tiếp xúc không kịp đề phòng, bị một cái phệ thiên ma nghĩ chém trúng cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, bất quá hắn lại không có rút lui mảy may.
rút lui một bước, không may có thể liền là Lôi Viên Vương. Lôi Viên Vương một khi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Bạch Ma cũng rất có thể sẽ vì vậy mà chết. Hắn một kiếm đâm ra, cái kia làm bị thương hắn Phệ Thiên Ma Nghĩ, bị hắn một kiếm xuyên thủng đầu. Ở dưới chân hắn, xuất hiện đầy trời vô tận chi hỏa, hỏa diễm chi hải mãnh liệt tứ phương, bao phủ một phiến thiên địa, xem như tạm thời chặn lại Phệ Thiên Ma Nghĩ công sát. Nhưng là, vô tận chi hỏa đối thần lực tiêu hao cực lớn, căn bản kiên trì không được bao lâu, huống chi lấy hắn hiện tại trạng thái. Hắn ngược lại là muốn thi triển thần thông ngự, có thể phiền muộn là, những cái này Phệ Thiên Ma Nghĩ căn bản không cách nào bổ sung hắn thi triển thần thông ngự tiêu hao thần lực, bởi vì những cái này Phệ Thiên Ma Nghĩ chỉ có mệnh ngoại chi khí, mà không có thần lực. Mấy tức sau đó, Phệ Thiên Ma Nghĩ rốt cục xuyên thấu không tận hỏa hải cách trở, lần nữa nhích tới gần Tiêu Phàm, cái kia từng đôi màu đỏ tươi con ngươi ở trong bóng tối lộ ra nhất là đáng sợ. Giết, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, chân đạp thái huyền thần du bộ xuyên toa ở bốn phía Lôi Viên Vương bốn phía, từng cái Phệ Thiên Ma Nghĩ thi thể rơi xuống ở Lôi Viên Vương thi thể chung quanh. Nhưng là, không có một cái chân chính tới gần Lôi Viên Vương, lại càng không cần phải nói tiếp xúc đến hắn thân thể. Cái này cũng có thể từ khía cạnh chứng minh Tiêu Phàm thực lực và tốc độ đáng sợ, đổi lại những người khác, đó là căn bản không có khả năng làm được. Hiện tại Tiêu Phàm, cơ hồ đã là hắn đỉnh phong lực lượng, cũng không còn bất luận cái gì giữ lại. Hắn cũng đã giết đỏ lên hai mắt, phàm là tới gần Lôi Viên Vương Phệ Thiên Ma Nghĩ, hoàn toàn bị hắn chém giết hầu như không còn, chỉ có một sợi ý niệm kiên trì. Lôi Viên Vương sớm cũng đã mở ra hai mắt, thân thể cũng đang chậm rãi run rẩy, tựa như muốn gian nan đứng lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm vì bảo hộ hắn, mà không muốn sống cùng Phệ Thiên Ma Nghĩ điên cuồng giết chóc, Lôi Viên Vương trong lòng đối Tiêu Phàm cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói. Mặc dù lúc trước Tiêu Phàm thu phục hắn, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là hiện tại, Lôi Viên Vương mới phát hiện, lấy Tiêu Phàm người như vậy làm chủ, đơn giản liền là cả đời mình may mắn nhất sự tình. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm chạy xa, chỗ nào còn sẽ ở trong này thủ hộ lấy bản thân. Đáng tiếc, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm, liền là mau chóng khôi phục bản thân nhục thân, chỉ cần có thể động, những cái này Phệ Thiên Ma Nghĩ, hắn liền sẽ không đặt ở trong lòng. Vạn trường hồng trần, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, từng đạo hồng chỉ từ trên người hắn nở rộ, bao phủ vạn trượng chu vi, hắn tốc độ đi đến cực hạn, hư không xuất hiện vô số hư ảnh. Những nơi đi qua, từng cái Phệ Thiên Ma Nghĩ rơi xuống phía dưới, bỏ mình đạo tiêu. Tiêu Phàm cũng đã nhớ không được bản thân giết chết bao nhiêu Phệ Thiên Ma Nghĩ, hắn cũng không biết bản thân chiếm được bao nhiêu quân công trị. Theo lấy vạn trượng hồng trần phạm vi bên trong cuối cùng một cái Phệ Thiên Ma Nghĩ bị chém giết, Tiêu Phàm sắc mặt lộ ra càng thêm trắng bệch lên, thân thể cũng lung la lung lay, sắp đứng không vững. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ như thế tiêu hao giết chóc qua, trận này giết chóc quá mức điên cuồng. Cái kia Phệ Thiên Ma Nghĩ thi thể, cũng đã chất đầy trở thành một tòa núi nhỏ, lấy ngàn mà tính. Phải biết, mỗi một đầu Phệ Thiên Ma Nghĩ, có thể đều là tương đương với cổ thần cảnh cường giả nhân loại tu sĩ, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lấy sức một mình, dĩ nhiên chém giết hơn vạn đầu Phệ Thiên Ma Nghĩ, trận chiến này tích, biết bao lóa mắt. Chỉ là, mấy ngàn hơn vạn Phệ Thiên Ma Nghĩ, đối với Phệ Thiên Ma Nghĩ nhóm tới nói, căn bản không tính cái gì, liền gần một nửa đều không phải. Xì xì Phệ Thiên Ma Nghĩ phát ra bén nhọn nộ khiếu thanh âm, không muốn sống đồng dạng vây công Tiêu Phàm, bọn chúng căn bản liền không có từ bỏ dự định, Kiến Vương ra lệnh một tiếng, bọn chúng chỉ có vô điều kiện chấp hành. Giết, 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 Tiêu Phàm liên tục phun ra ba cái sát chữ, khí thế kinh người, ở ngoài thân thể hắn, càng là bốc cháy lên từng tầng kim sắc khí diễm, so sánh trước đó, càng đáng sợ hơn. Vô tận chiến huyết dường như ở thời khắc này, cũng phát sinh một loại nào đó kinh người thuế biến. Điểm này Tiêu Phàm nghiễm nhiên không có phát hiện, bất quá hắn đã sớm biết rõ, vô tận chiến huyết, chỉ có kinh lịch vô tận sát lục cùng chiến đấu, mới có thể bất tận thuế biến. Thôn vệ cái khác huyết mạch chi lực đến thuế biến, chung quy là hạ thừa phương pháp, dù sao, trên đời này chỗ nào có nhiều như vậy đặc thù huyết mạch cho ngươi luyện hóa cùng thôn vệ. Phốc phốc, mấy chục cái Phệ Thiên Ma Nghĩ nổ tung, hóa thành vô số xương máu tràn ngập hư không, có thể một kích này rơi xuống, Tiêu Phàm cũng giống như đến cực hạn đồng dạng, bị mấy con Phệ Thiên Ma Nghĩ đánh trúng,
thân thể hướng hậu phương ngã xuống. Nhìn thấy những cái kia phệ thiên ma nghĩ điên cuồng tới gần, Tiêu Phàm muốn ổn định thân hình, đáng tiếc, hắn lại cảm giác toàn thân không có khí lực. Hắn nội tâm trầm ngâm, nửa chén trà nhỏ thời gian, cứ như vậy gian nan sao. Cũng liền ở Tiêu Phàm thân thể sắp rơi đập trên mặt đất thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác một cái khoan hậu bàn tay tiếp nhận bản thân, cỗ kia cường đại lực va đập nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, một tiếng kinh thiên gầm thét vang lên, ngay sau đó, chân trời đột nhiên hàng thêm một đạo nói tử sắc lôi kiếp, chu vi mấy vạn trượng phạm vi, hoàn toàn bị huyết sắc lôi điện bao phủ. Từng đợt lốp bốp thanh âm vang lên, mấy vạn tấm phạm vi bên trong phệ thiên ma nghĩ, hoàn toàn bị lôi điện đánh nát, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn chặn bản thân cái kia bàn tay chủ nhân, lại là nhìn thấy một ngụm răng trắng như tuyết, trên mặt hắn cũng rốt cục hiện ra một vòng ý cười. Công tử, hiện tại tất cả những thứ này, giao cho ta. Một đạo hùng hậu thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng Tiêu Phàm bên tai. Mở miệng nói chuyện tự nhiên liền là Lôi Viên Vương, nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm làm được, giờ phút này Lôi Viên Vương, cũng đã linh nhục hợp nhất, chính là chân chính thần vương cường giả. Vẻn vẹn một kích, liền hủy diệt lấy ngàn mà tính phệ thiên ma nghĩ, có thể nghĩ hắn thực lực đáng sợ. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng rốt cục hiện ra một nụ cười, từng đạo bạch sắc quang mang hướng về hắn vọt tới. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, những cái này bạch sắc quang mang, dĩ nhiên toàn bộ đều tràn vào Tiêu Phàm quân công bài. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm cũng không phải quan tâm những cái này thời điểm, lo lắng nói, không, ngươi nhanh đi giúp bạch ma, những cái này đồ chơi không giết chết được ta. Công tử, Lôi Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, không khỏi nhíu mày, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia kiên định con ngươi lúc này mới nhẹ gật đầu, là buông xuống Tiêu Phàm. Lôi Viên Vương bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở chân trời, nơi đó đan xen đầy trời huyết sắc lôi điện. Tiêu Phàm gian nan đứng dậy, há miệng hút vào, vô số huyền diệu mệnh ngoại chi khí nháy mắt nuốt vào hắn trong miệng, bị bạch sắc thạch đầu luyện hóa, sau đó nhanh chóng bổ sung hắn thần lực. Rốt cục đến phiên chúng ta phản kích, Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, bây giờ không cần bảo hộ Lôi Viên Vương, lấy hắn tốc độ. Hoàn toàn không cần cùng phệ thiên ma nghĩ ở chỗ này hao tổn. Phệ thiên ma nghĩ muốn đi theo hắn tốc độ, cơ hồ là không có khả năng. Giết, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một kiếm hoành không chạm ra, chiến ý mãnh liệt, sát ý vô hạn. Mà lúc này, đế huyết thành quân công bảng phía dưới, lại là tụ tập vô số thân ảnh, toàn trường lặng ngắt như tờ, kinh hãi nhìn xem quân công bảng. Đệ nhất, thật lâu, rốt cục có người kinh hô mà ra. Trong giọng nói đều là kinh hãi. Mà giờ khắc này, quân công bảng rất phía trên một cái tên, đã bị ba chữ lớn thay thế, Kiếm Hồng Trần. Kiếm công tử lấy được đệ nhất, Thanh Dạ Vũ bọn họ đứng ở đằng xa, nhìn xem Kiếm Hồng Trần ba chữ, sắc mặt chấn kinh vô cùng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Bọn họ rất rõ ràng đệ nhất đại biểu hiện lấy cái gì, đây chính là vạn la đế vực trăm vực đệ nhất a. Coi như không hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Nhưng là đại biểu cho vinh quang cùng cống hiến, chỉ có giết chết dị ma càng nhiều, lấy được quân công trị mới có thể càng nhiều, đối với nhân tộc cống hiến cũng liền càng lớn. Tử Dương Kinh Hồng đứng ở một cái nào đó nơi hẻo lánh, mí mắt một trận cuồng loạn. Làm biết được Tiêu Phàm lại rời đi đế huyết thành tin tức, Tử Dương Kinh Hồng vốn định chuẩn bị lần nữa đối thiên vũ vực tu sĩ động thủ. Nếu như không phải Kiếm Hồng Trần cái tên này lên quân công bảng, Tử Dương Kinh Hồng căn bản không biết có bất kỳ do dự nào. Thẳng đến hiện tại, Tử Dương Kinh Hồng mới phát hiện, Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào, cái này tuyệt đối không phải bản thân có thể địch nổi nhân vật. Hắn thực lực không yếu, nhưng ở trên quân công bảng vị trí, cũng vẻn vẹn chỉ là 31 tên mà thôi. Mà Tiêu Phàm, bây giờ lại là đệ nhất danh, cái này chênh lệch, cũng không phải bình thường lớn. Cùng Tiêu Phàm là địch, trước kia Tử Dương Kinh Hồng còn dám suy nghĩ một chút. Nhưng là hiện tại, hắn liền muốn đều thật không dám. Chí ít, lấy hắn một người lực lượng, là không thể nào giết chết Tiêu Phàm. Thần Vô Tâm sắc mặt cũng không tốt gì, hắn so Tử Dương Kinh Hồng càng thêm phiền muộn, bởi vì hắn căn bản không biết bản thân làm sao đột nhiên liền đắc tội người này. Công tử, cái kia Kiếm Hồng Trần hai lần không giết chúng ta, người này 89/10 là ta Tu La tộc nhân. Tu La tộc một cái tu sĩ cho Thần Vô Tâm truyền âm nói.
Thần vô tâm nhíu mày, trong lòng của hắn cũng có suy đoán này, ngưng tiếng nói chẳng lẽ là một cái nào đó vị tu la. Hy vọng không phải tu la tiểu tử, nếu là tu la tiểu tử, chúng ta liền phiền toái. Một cái khác tu la tộc tu sĩ sắc mặt biến đổi. Dừng một chút, lại hít sâu một cái nói, chúng ta không chỉ mấy lần muốn giết hắn, còn dẫn dụ phệ thiên ma nghĩ kiến vương đối phó hắn, nếu như hắn biết rõ, không nói hắn không buông tha chúng ta, liền là vực chủ cũng sẽ không buông tha chúng ta. Thần vô tâm lâm vào trầm mặc, hắn cũng biết rõ, bản thân đắc tội không nên đắc tội với người. Thần tử, nếu là ngài có thể trở thành tu la tiểu tử, liền không cần sợ hắn. Lúc này, lại một cái tâm phúc mở miệng nói. Tu la sao? Thần vô tâm hít sâu một cái, trong con ngươi lóe qua một vòng kiên định, không sai, chỉ cần ta có thể trở thành tu la tiểu tử, cho dù vực chủ cũng không dám đối ta như thế nào. Thần vô tâm còn có một câu không nói, kia chính là hắn một khi trở thành tu la tiểu tử, không nói huyết u cổ vực vực chủ không dám đối phó hắn, thậm chí tương lai, hắn còn có cơ hội trở thành huyết u cổ vực vực chủ. Bách sát chiến trường sau đó, cửu u luyện ngục liền sẽ mở ra, thần tử trước đó, chí ít cũng phải đột phá thần vương cảnh mới có cơ hội trở thành tu la tiểu tử, cùng với những cái khác tu la tranh một chút cao thấp. Cái kia tâm phúc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hôm nay hừng đông, theo ta tiến vào bách sát chiến trường chỗ sâu. Thần vô tâm hít sâu một cái, nháy mắt làm ra một cái quyết định. Trong thành chủ phủ, Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người một mặt kinh ngạc lăng ở nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bọn họ hiển nhiên cũng biết Tiêu Phàm đoạt đi quân công bảng đệ nhất tin tức, đồng dạng, bọn họ cũng rất rõ ràng muốn chiếm lấy quân công bảng đệ nhất có bao nhiêu gian nan. Chính là bởi vì như thế, hai người nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ phát hiện, bản thân vẫn luôn coi thường Tiêu Phàm. Cha, nhất định cha cho ta, cái này kiếm hồng trần ở Thiên U vực đến cùng là thân phận gì? Thật lâu, Hướng Vân Sinh mới lấy lại tinh thần, hít sâu một cái nói. Người này nếu là giúp thiếu chủ một chút sức lực, thiếu chủ lo gì con đường phía trước? Vu Cửu cũng thật sâu thở dài một hơi, có thể thu phục liền thu phục, không thể nhận phục, chỉ có thể đem hắn bóp chết trong trứng nước. Hướng Vân Sinh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, Vu Cửu không có nói thêm cái gì, hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm cho bọn hắn thiếu chủ mang đến uy hiếp, nếu là Tiêu Phàm cùng bọn họ thiếu chủ là địch, sự tình có thể liền phiền toái. Ta trước truyền tin cho gia chủ cùng thiếu chủ, Hướng Vân Sinh trầm giọng nói, sau đó bỗng nhiên biến mất ở trong đại điện, chỉ có một đạo thanh âm vang lên, lão Vu, người cho ta nhìn chằm chằm kiếm hồng trần. Dạng này sự tình còn phát sinh ở một tòa khác thành trì Lưu Vân Thành, một người mới, chiếm lấy quân công bảng đệ nhất sự tình, đối với bách sát chiến trường tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Cái này kiếm hồng trần rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên siêu việt Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh, cướp lấy quân công bảng đệ nhất danh. Nhìn đến, thực sự là hoàng kim thịnh thế lại tới, ngoại trừ Diệp Khuynh Thành bên ngoài, lại toát ra mấy cái không muốn người biết tuyệt thế thiên tài. Bách sát chiến trường nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt, có lẽ, khóa này bách sát chiến trường, ta vạn la đế vực, có người có thể đi đến cuối cùng cũng không nhất định. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, đối kiếm hồng trần thân phận 10 phần hiếu kỳ. Đáng tiếc. Người ở đây, căn bản không ai biết rõ kiếm hồng trần là ai, chỉ có Diệp Khuynh Thành đoán được một chút, nhưng là không phải xác định. Đệ nhất sao, Diệp Khuynh Thành đứng ở một cái xó xỉnh bên trong, ngắm nhìn nơi xa quân công bảng, không biết đang nghĩ thứ gì, đôi mắt bên trong lại là chán phóng một vòng nồng đậm chiến ý. Hôm nay, cũng nên tiến về bách sát chiến trường chỗ sâu. Diệp Khuynh Thành hít sâu một cái, bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giết chóc, chết ở hắn thủ hạ phệ thiên ma nghĩ vô số kể. Hắn không biết là, bản thân tên giả kiếm hồng trần cũng đã truyền khắp đế huyết thành cùng Lưu Vân Thành trở thành trì, mà lại còn đang không ngừng khuếch tán, không cần bao lâu, liền sẽ truyền khắp vạn la đế vực trăm vực. Không biết Tiểu Bạch cùng lão Lôi hai người như thế nào. Tiêu Phàm chém giết mấy con phệ thiên ma nghĩ. Thân ảnh cấp tốc lui lại, ngắm nhìn nơi xa, thần sắc mê ly nói. Tiểu tử, người trước về đế huyết thành, ta cùng với Lôi Viên tiểu tử lập tức cùng lên đến. Lúc này, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một mai truyền âm ngọc phù, bên trong truyền đến bạch ma thanh âm. Thu đến, Tiêu Phàm khẽ nhả ra hai chữ, trên mặt hiện ra đã lâu tiếu dung,
quay người liền hướng Đế Huyết Thành phương hướng lao đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, ở bạch sắc thạch đầu dưới sự trợ giúp, hắn thương thế nhanh chóng khôi phục, thần lực cũng đã nhận được bổ sung. Biết được Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương không việc gì, trong lòng của hắn đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. Chân hắn giẫm Thái Huyền Thần Du Bộ, cầm trong tay Tu La kiếm sát ra một con đường máu, thân thể lần nữa bị thương. Bách sát chiến trường đêm tối 10 phần đáng sợ, trước kia Tiêu Phàm không tin, hiện tại hắn là thực sự tin tưởng. Đừng nói cổ thần cảnh, liền là thần vương cảnh cường giả, cũng khả năng chết ở cái này đêm tối. Quay người nhìn cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ một cái, Tiêu Phàm cực tốc hướng về Đế Huyết Thành phương hướng lao đi, ngẫu nhiên xuất hiện một chút ngăn hắn đường đi phệ thiên ma nghĩ, hoàn toàn bị hắn chém giết hầu như không còn. 1000 dặm cự ly, đối với Tiêu Phàm tới nói, chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, nếu như không phải phệ thiên ma nghĩ cùng kiến vương ngăn cản, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đã sớm trốn trở về. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền đi tới Đế Huyết Thành tường thành phía dưới, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, trên tường thành mới, dĩ nhiên không có bất luận bóng người nào. Người đâu? Tiêu Phàm nhíu mày, Đế Huyết Thành tốt xấu cũng mấy vạn người a, làm sao hiện tại một cái đô không thấy được? A, người nọ là ai, dĩ nhiên còn sống. Cũng liền ở Tiêu Phàm chuẩn bị mạnh mẽ xông tới trận pháp thời điểm, tường thành phía trên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Người này làm sao có chút quen thuộc bộ dáng, có người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhìn thấy những người kia, cũng nhíu mày, nhìn thấy những người kia mặc vào, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như chạy sai cửa thành. Ngẩng đầu xem xét, quả nhiên trên cửa thành viết Long Phi Phượng Vũ hai cái đại, Đông Môn. Đông Môn, không phải Tử Dương cổ vực địa bàn sao? Tiêu Phàm lộ ra cổ quái, hắn biết rõ, muốn từ nơi này tiến vào trong thành, hiển nhiên là không có khả năng. Đừng nói Tử Dương cổ vực tu sĩ không nguyện ý, Tử Dương Kinh Hồng cũng sẽ không nguyện ý. Ta biết, hắn là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị quay người, trên tường thành đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Là Kiếm Hồng Trần, nhanh, thông tri đại công tử, ha ha, lần này, nhìn hắn chết như thế nào. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Con mẹ nó, phệ thiên ma nghĩ, là phệ thiên ma nghĩ. Nhìn hắn bộ dáng, khẳng định cũng đã người bị thương nặng, hiện tại thế nhưng là giết hắn cơ hội tốt. Không cần chúng ta động thủ, những cái kia phệ thiên ma nghĩ liền đủ để giết hắn. Tử Dương cổ vực tu sĩ tức khắc hưng phấn lên. Chẳng qua là làm bọn họ nhìn thấy cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ thời khắc, tất cả mọi người chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê. Nhưng chốc lát sau đó, bọn họ liền lấy lại tinh thần, bởi vì đây chính là giết chết Tiêu Phàm cơ hội tốt. Nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ, đoán chừng không dùng đến mấy hơi thở thời gian, là có thể đem Tiêu Phàm gặm ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Phàm nguyên bản chuẩn bị rời đi, bất quá khi hắn nghe được Tử Dương cổ vực tu sĩ nghị luận âm thanh lúc, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở dưới tường thành. Thật đúng là đến chết không đổi. Tiêu Phàm trong lòng lạnh xuống. Mặc dù Tử Dương Kinh Hồng nhiều lần tìm hắn phiền phức, nhưng Tiêu Phàm vẫn không có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Tử Dương cổ vực tu sĩ đối phó hắn cũng đã nghiện. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, hắn có phải hay không vẫn là quá nhân từ. Huyền Nguyệt cổ vực người đã bị hắn diệt không sai biệt lắm. Những người này dĩ nhiên còn không có một chút giác ngộ bộ dáng, Tiêu Phàm không ngại, nhưng Tử Dương cổ vực cũng người cũng chôn xương bách sát chiến trường. Mở ra cửa thành, để cho ta đi vào. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem không trung Tử Dương cổ vực tu sĩ nói, hắn liền một người lẻ loi trơ trọi đứng ở dưới tường thành, có thể khí thế lại cực kỳ khiếp người. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, người cũng có hôm nay, người nghĩ vào thành đúng không, cầu chúng ta a? Cầu chúng ta cũng vô dụng. Không sợ nói cho ngươi, hôm nay ngươi phải chết, chỉ cần ngươi chết, hôm nay chúng ta liền giết Thiên Vũ vực tất cả mọi người. Từ ngươi giết chết nhị công tử một khắc kia trở đi, ngươi liền đã là một cái người chết, để ngươi sống lâu một tháng, cũng đã đủ vốn. Tử Dương cổ vực tu sĩ cừu hận ánh mắt trừng lớn Tiêu Phàm, bắt đầu châm chọc khiêu khích lên, mỗi người đều ước gì Tiêu Phàm chết. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, trong lòng lại là lạnh đến cực điểm. Trước đây không lâu bắt sống cái kia 70-80 Tử Dương cổ vực tu sĩ, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn không chuẩn bị buông tha. Thậm chí, những cái này Tử Dương cổ vực người, hắn cũng sẽ không nhường bọn họ tiếp tục ở tại Đế Huyết Thành.
Đại công tử, lúc này, trên tường thành người đột nhiên cung kính một xá nói. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng nháy mắt đoán được cái gì, quả nhiên, sau một khắc, mắt hắn màn bên trong liền xuất hiện một đạo quen thuộc thân ảnh, ngoại trừ Tử Dương Kinh Hồng còn có ai đây? Kiếm Hồng Trần, đây là ta Tử Dương cổ vực địa bàn. Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hắn thế nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm nắm giữ truyền tống trận bàn, 89/10 có thể mượn nhờ truyền tống trận bàn tiến vào Đế Huyết Thành, cho nên hiện tại xuất hiện, cũng không có lập tức đắc tội Tiêu Phàm. Từ khi biết được Tiêu Phàm đoạt đi quân công bảng đệ nhất danh sau đó, Tử Dương Kinh Hồng cũng đã không có cùng Tiêu Phàm tranh đấu tâm tư, muốn giết chết Tiêu Phàm, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Người Tử Dương cổ vực địa bàn, những người khác liền không thể đi vào sao? Cái này cửa thành, là thuộc về nhân tộc, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Ngươi không cần cho ta chụp mũ. Tử Dương Kinh Hồng thần sắc 10 phần bình tĩnh, nói, ngươi không phải có truyền tống khai ngọc a, tùy thời đều có thể tiến vào Đế Huyết Thành, đại trận một khi mở ra, những cái kia phệ thiên ma nghĩ xông tới làm sao bây giờ? Tiêu Phàm như thế nào không biết Tử Dương Kinh Hồng điểm này tiểu tâm tư đây, hắn không phải liền là muốn biết bản thân có phải hay không còn có truyền tống khai ngọc sao? Quay đầu nhìn hậu phương một cái, lại là nhìn thấy vô tận phệ thiên ma nghĩ mãnh liệt mà tới, giống như sóng biển đồng dạng, đáng sợ khí tức cũng đã đánh thẳng vào Đế Huyết Thành đại trận. Ta truyền tống khai ngọc cũng đã dùng hết rồi, Tiêu Phàm đáp lại nói. Tử Dương Kinh Hồng không nói, hắn ở hoài nghi Tiêu Phàm lời nói bên trong tính chân thực, chốc lát sau đó, đầy trời phệ thiên ma nghĩ cũng đã đi tới phụ cận, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không có sử dụng truyền tống khai ngọc, hắn khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh, nói, nhìn đến thực sự là dùng hết rồi, như vậy, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Dừng một chút, hắn lại nói, hôm nay, Thiên Vũ vực Đế Huyết Thành gạch tên, về phần cái khác không ở Đế Huyết Thành Thiên Vũ vực người, ta sẽ từng cái giết. Quả nhiên là đến chết không đổi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị cho Tử Dương Kinh Hồng một lần cơ hội, nhưng bây giờ nhìn đến, cái này cơ hội hắn là sẽ không quý trọng. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không trung một cái, lạnh lùng nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng nói, ngươi nói không sai, hôm nay, Tử Dương cổ vực ở Đế Huyết Thành gạch tên, về phần những người khác, ta cũng sẽ từng cái giết. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên thi triển vạn trượng hồng trần cùng thần thông ngự, bốn phía phệ thiên ma nghĩ nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, lách mình xuất hiện ở hộ thành đại trận bên ngoài. Bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, vô số thần văn lưu chuyển, hướng về hộ thành đại trận thẩm thấu mà đi. Đây là vương giai trận pháp, há lại ngươi một cái cổ thần cảnh có thể phá vỡ. Tử Dương cổ vực tu sĩ cười lạnh không thôi, những người khác cũng cười lên ha hả. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người thiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, lại là nhìn thấy hộ thành đại trận đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng, Tiêu Phàm lách mình tiến vào, nháy mắt xuất hiện ở tường thành phía trên. Tử Dương cổ vực tất cả mọi người nhìn xem đạo kia máu me đầm đìa thân ảnh, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Tiêu Phàm cầm kiếm chỉ Tử Dương Kinh Hồng, băng lãnh con ngươi đảo qua Tử Dương cổ vực tất cả mọi người, lạnh giọng nói, hiện tại, Tử Dương cổ vực người đều cho ta lăn ra Đế Huyết Thành, bằng không, ta thấy một cái, giết một cái. Hiện tại, Tử Dương cổ vực người đều cho ta lăn ra Đế Huyết Thành, bằng không, ta thấy một cái, giết một cái. Tiêu Phàm bá đạo lời nói quanh quẩn ở hư không, giống như kinh lôi quanh quẩn ở mỗi người bên tai, dọa đến bọn họ toàn thân run rẩy. Tiêu Phàm cường đại, ở đây tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng không có khả năng dũng đoạt quân công bảng đệ nhất. Nhìn thấy tường thành phía dưới cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ, tất cả mọi người run lên trong lòng, bọn họ lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tiêu Phàm căn bản không đem những cái này phệ thiên ma nghĩ đặt ở trong lòng. Có lẽ ở trong mắt Tiêu Phàm, những cái này phệ thiên ma nghĩ, vẻn vẹn chỉ là hắn quân công trị mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tử Dương Kinh Hồng trên người, bọn họ đang chờ đợi Tử Dương Kinh Hồng trả lời chắc chắn. Hiện tại nhường bọn họ rời đi Đế Huyết Thành, căn bản cùng nhường bọn họ đi chịu chết không khác. Nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ, chỉ ít cũng có mấy chục vạn, bọn họ cũng không phải Tiêu Phàm, lại nhiều người xuống dưới. Đều chỉ có tử vong phần. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người không nói, một bước hướng về Tử Dương cổ vực đám người đi đến.
Kiếm Hồng Trần, ngươi đừng ép người quá đáng. Cự ly Tiêu Phàm gần nhất một cái cổ thần cảnh tu sĩ mở miệng, ngữ khí đều có chút run rẩy lên. Lan, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, thân hình lóe lên, một cước liền đem cái kia tu sĩ đá bay ra ngoài. Đế huyết thành trận pháp chỉ là đối ngoại không đối nội, Tiêu Phàm một cước đá ra, người kia nháy mắt rơi xuống ở tường thành bên ngoài. Công tử, cứu ta! Một trận gào thét thanh âm từ tường thành bên ngoài truyền đến, bất quá cũng liền một hai cái sẽ thời gian, người kia liền bị vô số phệ thiên ma nghĩ gặm ăn không còn một mảnh, liền xương cốt đều không đến. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ đều đang nghĩ, nếu là bị đá bay là bọn họ bản thân, phải chăng lại có thể kiên trì ba hơi thời gian đây? Tử Dương Kinh Hồng mí mắt cuồng loạn, trong lòng của hắn có chút hối hận, vừa mới bản thân là gì muốn miệng tiện đây? Nếu như biết rõ Tiêu Phàm là đang cố ý thăm dò bản thân, đánh chết hắn cũng sẽ không đối Tiêu Phàm như thế phách lối, cũng sẽ không nói ra mấy câu nói kia nói. Hiện tại, báo ứng đến, hơn nữa đến nhanh như vậy. Kiếm, mặt khác mấy cái cự ly Tiêu Phàm gần nhất tu sĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, bờ môi bắt đầu run lên. Tiện ngươi tê liệt, ngươi cả nhà đều tiện, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, liên tục lại là mấy chân. Những người kia lại bị đạp ra ngoài, không qua hai hơi thời gian, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, tất cả mọi người khóe miệng nhỏ bé rút, những người kia chỉ là muốn gọi tên ngươi mà thôi, căn bản không phải mắng ngươi tiện a. Có thể Tiêu Phàm mặc kệ nhiều như vậy, những người này ở trong mắt hắn, coi như không chết, cũng không có khả năng lưu ở đế huyết thành. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Tử Dương Kinh Hồng hít sâu một cái, hắn biết rõ tiếp tục như vậy. Người khác đoán chừng đều sẽ chết hết. Trước kia hắn không quan tâm, là bởi vì Tử Dương cổ vực không ít người, chết mười mấy cái đều không có gì lớn vấn đề. Nhưng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, hắn biết rõ, bản thân nếu là còn không chịu thua mà nói, Tử Dương cổ vực khả năng thật muốn ở đế huyết thành gạch tên. Tiêu Phàm cái này sát thần, thế nhưng là cái gì cũng làm ra. Hiện tại muốn ta buông tha các ngươi, ngươi trước đó có từng nghĩ tới buông tha ta? Có từng nghĩ tới buông tha thiên vũ vực tu sĩ? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Cái thế giới này, vốn liền là một người ăn thịt người thế giới, người nào nắm đấm lớn, người nào thì có quyền nói chuyện, người nào mà nói liền là chân lý. Kẻ khác giết hắn Tiêu Phàm, hắn nếu không phải đối thủ, đối phương há lại sẽ vòng qua hắn? Hiển nhiên sẽ không, tất nhiên như thế, hắn Tiêu Phàm há lại sẽ bỏ qua cho Tử Dương Kinh Hồng đây? Những người này bất tử. Thiên vũ vực tu sĩ vĩnh viễn không được an bình, qua một đoạn thời gian, chờ nơi này sự tình ổn định lại, Tiêu Phàm nhất định là muốn tiến vào bách sát chiến trường chỗ sâu. Trước khi rời đi, hắn muốn đem nơi này tai họa ngầm xử lý sạch, Tử Dương Kinh Hồng cùng Tử Dương cổ vực tu sĩ hiển nhiên liền là cái này tai họa ngầm. Tử Dương Kinh Hồng không biết nói gì, con người hiện ra màu đỏ tươi, nắm đấm nắm chặt, cũng đã cùng Tiêu Phàm làm xong liều mạng chuẩn bị. Có gan! Ngươi có thể động thủ thử xem. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mấy người các ngươi không lăn, vậy liền chết. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Tu La kiếm rung động, mấy người trực tiếp bị một kiếm chém giết, con mắt chừng kém chút vỡ ra. Mấy người này trước đó châm chọc khiêu khích thời điểm, thế nhưng là rất vui sướng, hiện tại tử vong tới gần thời khắc, mỗi người lại là vô cùng sợ hãi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên như gió, tựa như hắn giết chết không phải cổ thần cảnh. Mà là mấy cây cỏ rác. Hắn bước chân không có dừng lại, mỗi đi một bước, liền chạm ra một kiếm, có mấy người bị một kiếm chém giết. Đã ngươi không đi, vậy ta liền giết, giết tới các ngươi rời đi mới thôi, đừng cho là ta đang cùng các ngươi nói đùa. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám ở đế huyết thành giết người. Tử Dương cổ vực tu sĩ lấy dũng khí nói. Phốc, vừa dứt lời, người kia liền bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, tới chết đều không tin. Tiêu Phàm dĩ nhiên thật dám ở chỗ này giết người. Ta biết rõ, ở đế huyết thành giết người, không phải liền là muốn quân công trị sao. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cho người ta một loại rét lạnh cảm giác. Chiếu các ngươi ý tứ, có quân công trị liền có thể ở đế huyết thành giết người, không phải sao. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại, tiểu gia không kém quân công trị. Phốc phốc, kiếm lên kiếm rơi. Mấy đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, lại có ba người chí mạng. Hiện tại, tiểu gia không kém quân công trị,
Tiêu Phàm lời nói quanh quẩn ở hư không, tất cả mọi người sáng tỏ thông suốt, đúng vậy a, cái này sát thần, hiện tại thế nhưng là quân công bảng xếp hạng đệ nhất, trên tay hắn quân công trị không phải ít. Có thể chiếm lấy quân công bảng đệ nhất danh, quân công trị chỉ ít mua mấy trăm đầu mạng người là không có vấn đề gì. Vừa mới ra hỏa này liền đã chỉ ít giết mười mấy người, liền chụp hơn 1.000 quân công trị, bất quá đối với Tiêu Phàm tới nói, đoán chừng chỉ là một cái số lẻ, thậm chí một cái số lẻ cũng không tính. Kiếm Hồng Trần, hôm nay chúng ta rời đi Đế Huyết Thành, như thế nào? Tử Dương Kinh Hồng hít sâu một cái nói. Trốn, hắn không phải là không có nghĩ tới, có thể Đế Huyết Thành lại lớn như vậy, hắn có lẽ có thể trốn được, có thể Tử Dương cổ vực người có thể chưa hẳn được. Không trốn, vậy liền chỉ có rời đi Đế Huyết Thành, nhưng bây giờ thế nhưng là bách sát chiến trường đêm tối, bên ngoài cái kia Phệ Thiên Ma nghĩ liền đủ để muốn mạng bọn họ. Tử Dương Kinh Hồng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cũng có lâm vào tuyệt cảnh một ngày. Không làm sao, hiện tại lăn, nếu không liền là chết, Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời nói, cơ hội đã cho, người không trân quý, vậy liền không có. Tiểu Hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cũng liền ở lúc này, nơi xa một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, không chung, chẳng biết lúc nào nhiều hai đạo thân ảnh. Hướng thành chủ, vụ tiền bối, cứu chúng ta. Tử Dương cổ vực tu sĩ tựa như gặp được cứu tinh đồng dạng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Tử Dương Kinh Hồng ánh mắt sáng lên, tựa như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng đồng dạng, hít sâu một cái nói, còn mời hướng thành chủ xuất thủ, chúng ta đều là nhân tộc, không nên tự tương tàn sát. Tiêu Phàm nghe vậy. Tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha hả, đều là nhân tộc. Không nên tự tương tàn sát, người trước giết ta thời điểm, giết Thiên Vũ vực tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới đều là nhân tộc. Có từng nghĩ tới không muốn tự tương tàn sát, Tiêu Phàm trên người khí thế không ngừng kéo lên, sát ý càng thêm hừng hực lên, hắn rất không thích liền là loại này ra vẻ đạo mạo hạng người. Tiểu Hữu, Hướng Vân Sinh hít sâu một cái, mở miệng nói, các ngươi muốn ngăn ta. Tiêu Phàm trợn mắt quét ngang, con người không có bất cứ tia cảm tình nào nhìn xem Hướng Vân Sinh nói, đừng cùng ta nói cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ trước đó vây giết ta Thiên Vũ vực tu sĩ thời điểm, ngươi ở đâu? Click đây nếu cảm thấy lác. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, liền Hướng Vân Sinh cũng dám trách mắng. Rất nhanh, bọn họ kinh ngạc liền chuyển biến làm kinh hỉ. Tiểu tử này dám như thế cùng Hướng Vân Sinh nói chuyện, đơn giản liền là tự tìm cái chết a. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia màu đỏ tươi con ngươi, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt kia, dĩ nhiên nhường bọn họ những cái này thần vương cảnh đều có chút phát lạnh. Ngươi tính thứ gì, dám trách mắng Hướng lão? Vu Cửu đột nhiên quát lớn, thần vương cảnh khí thế nghiền ép mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên. Thân thể tựa như bị một tòa ma nhạc trấn áp bình thường, hai chân nháy mắt lâm vào tường thành. Bất quá, hắn lưng một mực thẳng tắp như tùng, chưa từng uốn lượn một tơ một hào. Tu giả vốn là nghịch thiên mà đi, ngay cả trời cũng không phục, thần vương cảnh lại như thế nào, lại có thể nhường hắn Tiêu Phàm khuất phục. Tiêu Phàm con ngươi, lộ ra khát máu quang mang, tu la kiếm cắm trên mặt đất, ngạnh kháng cỗ kia uy áp. Tử Dương cổ vực người lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bọn họ ước gì Vu Cửu lập tức giết chết Tiêu Phàm, kể từ đó, bọn họ nguy cơ cũng liền giải trừ. Thần vương cảnh, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, băng lãnh con người trở lấy Vu Cửu. Còn không quỳ xuống nhận lầm, Vu Cửu quát mắng một tiếng, uy áp lần nữa tăng cường mấy phần. Răng rác, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận xương cốt vỡ tan thanh âm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá. Hắn một mực thẳng tắp lấy thân thể. Cái này Vu Cửu, hiển nhiên không phải phổ thông thần vương cảnh, nếu như chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Tiêu Phàm con ngươi lại đảo qua Hướng Vân Sinh, rất rõ ràng, Vu Cửu chỉ là Hướng Vân Sinh nô tài, hắn cũng đã như thế cường đại, cái kia Hướng Vân Sinh đây, lại là biết bao cường đại. Ta xem như lĩnh giáo đến vạn la đế vực thần vương cảnh cường giả dâm uy. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, càng thêm không có khuất phục ý tứ. Nhưng hắn quỳ xuống, đó là không có khả năng. Ngay cả trời cũng không quỳ qua, hắn đời này, chỉ quỳ qua phụ mẫu, quỳ qua sư tôn, há lại sẽ hướng Vu Cửu quỳ xuống. Lão Phu cũng phải nhìn xem,
ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu? Phu Cửu hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn thần lực nở rộ, bốn phía hư không đều biến vặn vẹo. Thần vương cảnh uy áp, càng là giống như bài sơn đảo hải đồng dạng đè xuống Tiêu Phàm. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm hai chân thật sâu lâm vào tường thành, bốn phía nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không ít, lưng cũng chậm chậm cong xuống dưới, tựa như một quả lưu tinh rơi đập ở trên người hắn một dạng. Thần vương chi uy, đáng sợ như vậy. Hắn cực lực vận chuyển vô tận chiến huyết, quanh thân hiện lên từng tầng kim sắc khí diễm, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thật ngạo tính cách, hướng Vân Sinh híp híp hai mắt, hắn một mực duy trì trầm mặc. Muốn để Tiêu Phàm thần phục, chỉ có đả kích hắn ngạo tính, bẻ gãy hắn ngạo cốt, nếu không mà nói, Tiêu Phàm là không thể nào vì hắn hướng ra phục vụ. Bên ngoài là bảo trụ Tử Dương cổ vực đám người, vụng trộm, hướng Vân Sinh là muốn thu phục Tiêu Phàm mà thôi. Quỳ xuống, Phu Cửu gầm thét một tiếng, chân trời kinh lôi cuồn cuộn, đáng sợ uy thế bao phủ mà ra, tựa như cả phiến thiên địa sụp đổ xuống tới, đáng sợ đến cực điểm. Muốn cho ta quỳ xuống, trời đều không được, liền bằng ngươi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Từ tu luyện tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ cảm nhận được dạng này sỉ nhục, màu đỏ tươi hai mắt, gắt gao nhớ kỹ Phu Cửu khuôn mặt. Hôm nay nếu không chết, hắn Tiêu Phàm nhất định gấp trăm ngàn lần còn cho người này. Thần vương cảnh lại như thế nào? Hắn Tiêu Phàm cuối cùng sẽ có một ngày sẽ khinh thường một cái kia cảnh giới, nhưng hắn trưởng thành, đừng nói Vu Cửu cái này thần vương cảnh, liền là vạn la đế vực, Tiêu Phàm cũng dám lật tay hủy diệt. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn cho hắn quỳ xuống, trời đều không được. Ngắn ngủi một câu, đây là cỡ nào khí phách? Phóng tầm mắt trẻ tuổi một đời, lại có mấy người có thể làm được. Lão Phu thật đúng là không tin, người xương cốt có cứng như vậy. Phu Cửu cười lạnh một tiếng, trong bàn tay, một đạo trưởng cương hung hăng hướng về Tiêu Phàm giận đập mà đi. Dựa vào thần vương chi uy, hắn không thể để cho Tiêu Phàm quỳ xuống, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Nhìn thấy hướng Vân Sinh cái kia đạm mạc ánh mắt, Phu Cửu biết rõ, hôm nay nếu là không thể để cho Tiêu Phàm quỳ xuống. Muốn cho tiểu tử này thần phục, cơ hồ là không có khả năng. Tử Dương cổ vực tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, chẳng lẽ Vu Cửu là muốn giết Tiêu Phàm sao? Ầm một tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp bị một bàn tay hung hăng đập trên mặt đất, trên người xương cốt vỡ vụn không ít, trong miệng càng là phun máu liên tục. Hắn cả người co quắp mềm ở trên mặt đất, máu me khắp người, nhìn qua buồn bã vô cùng. Bất quá! Hắn vẫn như cũ khẽ cắn môi, nắm lấy tu la kiếm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đen như mực, không có trước đó khát máu. Chậm rãi, Tiêu Phàm lần nữa đứng thẳng lên sống lưng, lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn xem Vu Cửu. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người nhíu mày, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên thật như vậy kiên cường, người bị trọng thương, dĩ nhiên còn muốn đứng đấy. Lão già, có gan người giết ta, nếu không, ta muốn người cửu tộc không được an bình. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, dày đặc khí lạnh, tự tìm cái chết, Phu Cửu gầm thét một tiếng, lại là một bàn tay giận đập mà xuống, một kích này, so với vừa mới một kích kia, càng đáng sợ hơn, hung mãnh. Không có chút nào nghi vấn, Tiêu Phàm lại là bị một bàn tay đập ngã, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, toàn thân xương cốt mỗi một chỗ hoàn hảo. Giờ khắc này, dù là Tử Dương cổ vực những người kia, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng có chút bất đồng. Chí ít bọn họ là làm không được đến một bước này, mặc dù trước mắt người này là địch nhân, nhưng lại nhường bọn họ nội tâm hiện lên một cỗ vẻ kính sợ. Lão già, người cái này lực đạo, liền cùng gãi ngứa một dạng, lại đến a. Tiêu Phàm gian nan lần nữa đứng dậy, cả người nhìn qua không có bất luận cái gì bộ dáng. Phu Cửu giận dữ, lại là một bàn tay vỗ xuống, Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, lòng vòng như vậy. Thời gian trở lại Vu Cửu bọn họ vừa mới chạy tới thời điểm. Đế huyết thành Nam Thành, Tiêu Phàm bế quan cung điện bỗng mở ra, một đạo thân ảnh đi ra. Nếu như Tử Dương kinh hồng bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, người này không phải liền là Tiêu Phàm sao? Kiếm huynh, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Thanh Minh bọn họ toàn bộ đều đón tới. Thanh Mộc Tuyền, Tần Sở, đại nạn tiến đến, hạn các ngươi 20 cái hô hấp, làm cho tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này,
nếu không, chúng ta tất cả mọi người đều phải chết. Tiêu Phàm nhìn về phía đám người, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Đám người một mặt kinh ngạc, không biết vì sao, nhưng là giờ phút này, không có người đi hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Tốt, Thanh Mộc Tuyền cùng Tần Sở gật gật đầu, sau đó mang theo một số người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi thông chi những người khác. Kiếm huynh, 20 cái hô hấp bên trong đuổi không đến đây. Thanh Minh lo lắng nói. Sinh tử từ mệnh, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, băng lãnh con ngươi nhìn xem Đông Thành phương hướng, sát ý chậm rãi phủ hiện. Kiếm huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, kiếm tử chỉ cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Kẻ khác không biết Tiêu Phàm thân phận, nhưng hắn cùng thi hoàng tử thế nhưng là nhìn ra, Tiêu Phàm thận trọng như thế, khẳng định có không tốt sự tình muốn phát sinh. Tiêu Phàm nhíu mày, trong con ngươi hàn quang lấp lóe, sát khí nặng nề nói, 20 cái hô hấp sau đó, ta muốn hủy đế huyết thành. 20 cái hô hấp sau đó, ta muốn hủy đế huyết thành. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, dọa đến đám người không khỏi dùng mình một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Hủy đế huyết thành, không có người hoài nghi Tiêu Phàm năng lực, mà là chấn kinh Tiêu Phàm lạnh lùng. Nhất là giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra sát ý, liền chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp mấy độ, hư không càng là đã nổi lên băng xương, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này sát ý. Rất nhiều người trong lòng có chút không đành lòng, dù sao đế huyết thành thế nhưng là có mấy vạn tu sĩ, nếu như đế huyết thành hủy, tất nhiên sẽ bị trong bóng tối dị ma làm hại. Đáng tiếc, bọn họ đều không biết đế huyết thành Đông Thành phát sinh sự tình, nếu không mà nói, cũng liền sẽ không đi đồng tình những người khác. Càng chủ yếu là, Tiêu Phàm hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, hắn muốn tự cứu, liền chỉ có thể hủy đi đế huyết thành, đây là duy nhất cơ hội. Bởi vì hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là hai đại thần vương cảnh cường giả, không nói hắn một người, liền là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương chạy tới, cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ. 20 cái hô hấp không dài, tất cả mọi người trong lòng đều bắt đầu đếm thầm lên. 15 cái vài hô hấp sau, Thanh Mộc Tuyền cùng Tần Sở mang theo mấy chục người chạy tới Tiêu Phàm vị trí cung điện, Thiên Vũ vực tu sĩ vốn là không nhiều, hơn nữa đều tụ tập cùng một chỗ, căn bản là hoa không được bao lâu thời gian. Toàn bộ đều tiến vào cung điện, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm đông bắc phương hướng, nơi đó, đúng là hắn bản thể bị Vu Cửu trà đạp địa phương. Đám người không dám phản bác Tiêu Phàm lời nói, bọn họ rất rõ ràng Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng quyết đoán, cũng liền hai cái hô hấp thời gian, đại bộ phận người như ong vỡ tổ xông vào cung điện. Kiếm huynh, Thanh Minh do dự một cái, muốn lưu lại. Đi, Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hắn tâm tình 10 phần hỏng bét, mỗi qua một cái hô hấp, bản thể nguy hiểm lại nhiều một phần, chỗ nào còn có thời gian cùng Thanh Minh rông dài. Thanh Minh hít sâu một cái, cũng quay người đi vào cung điện. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bóp ra từng đạo thủ quyết đánh vào cung điện vị trí, một thoáng thời gian, vạn đạo hà quang từ cung điện nở rộ mà ra. Chói mắt quang mang nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cả tòa đại điện bỗng nhiên biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tiêu Phàm linh hồn phân thân nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên quay người hướng về cửa thành bay đi, lấy hắn tốc độ, cũng liền hai cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở tường thành phía trên. Muốn giết ta, vậy liền cùng chết a. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó đưa tay vung lên, từng đạo thần văn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó rót vào hộ thành đại trận. Theo lấy liền thần văn rót vào, hộ thành đại trận đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng, nối liền thành trì bên ngoài bóng đêm vô tận, một cỗ lạnh lẽo khí tức tốc thẳng vào mặt. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quan tâm, cuồn cuộn thần lực phun trào, hư không nhập khẩu càng ngày càng lớn. Kiếm Hồng Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là thần vô tâm chẳng biết lúc nào chạy tới, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, quát to. Hắn nguyên bản đang ở đế huyết thành Đông Thành, nhìn xem Vu Cửu tra tấn Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên lại nghe được Nam Thành động tĩnh, cho nên nhanh chóng chạy tới. Thần vô tâm không nghĩ đến là, Nam Thành dĩ nhiên còn có một cái Kiếm Hồng Trần, hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia bị Vu Cửu trà đạp Kiếm Hồng Trần lại là ai đây? Tiêu Phàm quay đầu nhìn thần vô tâm bọn họ một cái, giữ tợn cười nói, thần vô tâm,
mặc dù ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lần trước lại tính toán ta trước, lần này, nhìn ngươi có hay không bản sự sống sót. Thần vô tâm chỉ cảm giác mí mắt một trận cuồng loạn, dùng hết toàn lực quát ầm lên, nhanh, giết hắn. Ở nhìn thấy Tiêu Phàm vinh đăng vì quân công bảng đệ nhất sau đó, thần vô tâm cũng đã không có cùng Tiêu Phàm tranh phong tâm tư, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm điên cuồng cử động lại là nhường hắn lần nữa động sát tâm. Nếu như mở ra hộ thành đại trận, nhường bên ngoài trong bóng tối dị ma vọt vào, đế huyết thành khả năng liền xong đời. Giết ta, Tiêu Phàm một mặt khinh thường, trong bàn tay, lại có mấy đầu thần điêu thú bỗng nhiên xuất hiện ở hư không, phát ra hung mãnh khí tức, vậy mà đều không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm đem linh hồn phân thân lưu ở đế huyết thành, thứ nhất là uy hiếp Tử Dương Kinh Hồng cùng thần vô tâm, thứ hai lại là lặng lẽ bố trí truyền tống trận pháp. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn bố trí một cái truyền tống trận kết nối Mạc Thạch Thành cùng đế huyết thành, nhưng Mạc Thạch Thành người có thể mau chóng đi đến đế huyết thành mà thôi. Có thể không nghĩ đến là, Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu lại muốn đối phó hắn, bây giờ vừa vặn lợi dụng cái này truyền tống trận pháp, đem Thiên Vũ vực người đưa tiễn. Về phần những người khác, Tiêu Phàm chính hắn đều giữ không được, chỗ nào còn cố kỵ được nhiều như vậy. Kiếm Hồng Trần, người điên, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia điên cuồng cử động, thần vô tâm sắc mặt một trận tái nhợt. Oanh, hộ thành trận pháp lần nữa mở rộng, bắt đầu mãnh liệt rung rung, Tiêu Phàm mặc dù không cách nào thời gian ngắn phá vỡ cái này trận pháp, nhưng là dung nhập hư không thần văn, kết nối trong ngoài vẫn là có thể làm được. Nhìn thấy hư không thông đạo lần nữa mở rộng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh ngoan sắc. Tiểu tử, chúng ta đến, hiện tại làm sao bây giờ? Cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm lòng bàn tay truyền tống ngọc phù bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm cũng rốt cục cười, bởi vì đó là Bạch Ma thanh âm, 20 cái hô hấp phía trước, Tiêu Phàm liền đã thử nghiệm liên lạc với hắn. Dẫn dụ cái kia Phệ Thiên Ma Nghĩ Kiến Vương đến Nam Thành Môn, công kích ta hư không thông đạo. Sau đó các ngươi tiến về Đông Thành Môn, cứu bản thể. Tiêu Phàm hướng về phía truyền âm ngọc phù nói một câu. Tốt, ba cái hô hấp thời gian, chúng ta chạy tới. Bạch Ma nói ra. Ba cái vài hô hấp sau, chân trời ba cỗ cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà đến, tựa như toàn bộ thiên khung đều tiếp nhận không được này cuồng bạo khí thế, hộ thành đại trận run rẩy càng thêm lợi hại. Đi mau, thần vô tâm nhìn thấy, sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, liền mang theo hắn thuộc hạ, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Cũng liền ở bọn hắn rời đi một sát na kia, mấy đạo hung mãnh công kích gào thét mà đến, xông thẳng Tiêu Phàm vị trí hư không thông đạo. Oanh, vài luồng lực lượng, hung hăng va chạm ở trên hư không thông đạo, chỉ thấy hư không thông đạo nhanh chóng biến lớn, sau đó bỗng nhiên nổ tung, đầy trời liệt phùng răng đầy cả tòa hộ thành đại trận. Tiêu Phàm nhìn thấy, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó toàn bộ thân thể ở hư không nổ tung. Công tử, Lôi Viên Vương kêu to, muốn nhào đi lên. Không cần đi, đây chỉ là hắn linh hồn phân thân, chúng ta tiến về Đông Thành. Bạch Ma ngăn lại Lôi Viên Vương, quay người liền hướng Đông Thành phương hướng bỏ chạy. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, một đầu vài trượng lớn nhỏ Phệ Thiên Ma Nghĩ xuất hiện ở tường thành, nhìn xem Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương bỏ chạy phương hướng, hắn không có tiếp tục đuổi xuống dưới, ngược lại lộ ra một vòng dữ tợn thiếu dung. Thật nhiều huyết nhục, giết không được các ngươi, bản vương liền giết một thành. Kiến Vương phát ra bén nhọn thanh âm, thần vương cảnh uy áp quét sạch mà ra, sao, giống như sóng to gió lớn hướng về nội thành dũng mãnh lao tới. Nó cái kia u lãnh con ngươi nhìn hộ thành đại trận một cái, sáu con móng vuốt vũ động, hộ thành đại trận chỗ nào còn tiếp nhận được nó lực lượng, màn sáng bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán ở không trung. Đám tiểu nhân, cùng bản vương giết thành này, Kiến Vương gào thét một tiếng, lách mình liền hướng lấy nội thành nhân tộc tu sĩ vồ giết mà đi, hậu phương lít nha lít nhít Phệ Thiên Ma Nghĩ cũng vọt lên. Đế huyết thành Đông Môn, oanh, Phu Cửu lại là một bàn tay đem Tiêu Phàm đập ở tường thành tứ phương đã xuất hiện vô số liệt phùng, có thể nghĩ cái kia một trưởng lực nói. Phải biết, những cái này hắc sắc thạch đầu, thế nhưng là hàm chứa một chút hắc tinh nguyên thạch, trình độ cứng cáp đó là không cần nói. Chí ít, bình thường thần vương cảnh, cũng chưa hẳn có thể phá hư cửa thành, nhưng Vu Cửu lại làm được. Danh con, người quỳ không quỳ, Vu Cửu gầm thét một tiếng, hai mắt hiện ra huyết sắc, kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ.
Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp gỡ qua như thế ngoan cố người trẻ tuổi, Tiêu Phàm xem như duy nhất một cái. Hắn đã dùng hết năm thành thực lực công kích, cho dù bình thường thần vương cảnh tiền kỳ, cũng đầy đủ bị hắn chụp chết. Có thể trước mắt cái này cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử, dĩ nhiên vẫn như cũ còn có khẩu khí này, dù là hắn toàn thân huyết nhục cùng xương cốt cũng cơ hồ toàn bộ đập nát, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có quỳ xuống. Phu Cửu cũng không phải là thật muốn giết chết Tiêu Phàm, chỉ là muốn mài đi Tiêu Phàm ngạo khí, nhưng hắn trở thành hướng gia nô mới mà thôi. Có thể theo lấy hắn xuất thủ, hắn phát hiện, Tiêu Phàm ngạo cốt, càng mài càng ngạo, nhất là cặp kia đen kịt con ngươi, nhìn hắn đều tê cả da đầu. Nếu như không phải Hướng Vân Sinh ở một bên nhìn xem, Phu Cửu tuyệt đối không ngại trực tiếp chấm dứt Tiêu Phàm tính mệnh. Lão già, hôm nay người tốt nhất giết chết ta, nếu không mà nói, ta tất nhiên vạn la đế vực, vĩnh thế không được an bình. Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, hắn toàn thân cũng đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Dù là nắm lấy tu la kiếm tay cũng gãy xương hết mấy chỗ, nhưng hắn tựa như không biết đau đớn đồng dạng, vặn vẹo khuôn mặt, lạnh lùng nhìn xem Phu Cửu. Ngươi, Phu Cửu hầm hầm giận dữ, Tiêu Phàm tính tình, tựa như trong hầm cầu thạch đầu, vừa cứng lại thối. Hắn kiên nhẫn đều mài đến không sai biệt lắm, thiếu chút nữa thì nhìn không được giết Tiêu Phàm. Một bên Hướng Vân Sinh cũng nhíu mày, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế khó có thể thuần phục, người như vậy, là tuyệt đối không có khả năng thần phục người khác. Nghĩ tới cái này, Hướng Vân Sinh cũng đã động sát tâm, thản nhiên nói, giết a. Oanh, vừa dứt lời, cũng vừa lúc đó, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, so kinh lôi còn muốn kịch liệt, đáng sợ vô cùng. Đoàn người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vừa vặn nhìn thấy đế huyết thành trên không hộ thành đại trận nổ tung, cả tòa đế huyết thành nháy mắt lâm vào vô tận hắc ám. Phu Cửu lại là không có nghe được Hướng Vân Sinh mệnh lệnh, ngược lại bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn xem chân trời. Hộ thành đại trận phá, đoàn người kinh khủng không thôi, chỉ cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung. Hộ thành đại trận phá vỡ, trong bóng tối dị ma khả năng liền có thể tùy ý ra vào, bọn họ những người này, hiện tại nguy hiểm. Đám tiểu nhân, cùng bản vương giết thành này, đang lúc đoàn người lo lắng thời khắc, chân trời một tiếng gào thét vang lên, thanh âm có chút bén nhọn, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người chỉ cảm giác màng nhĩ một trận đau nhói. Phệ thiên ma nghĩ xông tới, đó là kiến vương, nguy rồi, những cái này phệ thiên ma nghĩ, đâu chỉ mấy chục vạn a, bọn họ muốn đổ thành. Tất cả mọi người nghe được kiến vương thanh âm, toàn thân run lẩy bẩy, lạnh từ đầu tới chân đáy. Lão già, mối thù hôm nay, kiếm mỗ ngày sau nhất định gấp 100 lần hoàn trả, hôm nay ta nói tới mỗi một câu nói, chắc chắn từng cái thực hiện. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng quát như sấm, lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào cũng đã nhảy xuống thành trì, xông vào phệ thiên ma nghĩ trong đám. Hừ, người sống bất quá hôm nay, Phu Cửu gầm thét một tiếng, đưa tay liền một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tất nhiên thu phục không được tiểu tử này. Mài không được hắn ngạo khí, vậy liền chỉ có giết hắn. Mắt thấy hắn trưởng cương sắp oanh sát Tiêu Phàm thời khắc, hắn khóe miệng cũng lộ ra một đạo tàn nhẫn thiếu dung. Sự tình đã đến nước này, coi như giết cái này tiểu tử, Hướng Vân Sinh cũng khẳng định sẽ không trách hắn. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cách đó không xa hai đạo lưu quang lấp lóe, bỗng nhiên bắt lấy Tiêu Phàm thân thể, một lấy tốc độ cực nhanh hướng về chân trời lao đi. Thần vương cảnh. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu đồng thời biến sắc. Ha ha, ha ha ha, Tiêu Phàm cuồng tiếu từ chân trời truyền đến, lại lộ ra vô cùng đáng sợ lạnh lẽo. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu muốn đuổi theo, nhưng mà lúc này, chân trời truyền đến vô số thê thảm tiếng kêu, hiển nhiên, kiến vương mang theo phệ thiên ma nghĩ cũng đã bắt đầu đổ thành. Giết Tiêu Phàm, bọn họ ngược lại là rất muốn, nhưng mấu chốt là, đối phương có thần vương cảnh cường giả bảo hộ. Hơn nữa xông vào phệ thiên ma nghĩ trong đám, muốn giết cũng cần nhất định thời gian. Chờ bọn hắn giết Tiêu Phàm trở về, đoán chừng đế huyết thành nhân tộc tu sĩ đã bị giết sạch. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người đến nơi này, cũng không phải vì giết người, mà là vì bảo hộ nhân tộc tu sĩ, nói cho đúng, chính là vì phòng ngừa lúc này sự tình. Nếu là đế huyết thành hủy diệt, hai người bọn họ đều có hắn không thoát được can hệ. Hướng Vân Sinh khẽ cắn môi. Do dự hai hơi thời gian, liền hướng lấy kiến vương đánh tới. Hỗn trướng,
Phu Cửu tức giận hừ một tiếng, cuối cùng cũng từ bỏ truy sát Tiêu Phàm, mà là hướng về Phệ Thiên Ma Nghĩ nhóm phóng đi. Mau trốn, Tử Dương Kinh Hồng cũng lấy lại tinh thần, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, bây giờ Đế Huyết Thành cũng đã không an toàn, lưu ở nơi này chỉ có thể chết càng nhanh. Vừa mới bên người còn có Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu, bọn họ an nguy không có vấn đề. Nhưng bây giờ, toàn thành đều là Phệ Thiên Ma Nghĩ, nhiều đến hàng vạn mà tính, Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người có thể cố kỵ không được nhiều như vậy, cũng không bảo vệ được nhiều như vậy. Lúc này, muốn sống sót, liền chỉ có dựa vào mình. So với cái kia Phệ Thiên Ma Nghĩ, Tử Dương Kinh Hồng không biết tại sao, hắn cảm giác Tiêu Phàm càng khủng bố hơn. Thậm chí trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên đắc tội sát tinh đó. Đáng tiếc, thế gian cũng không có thuốc hối hận, hắn hiện tại muốn làm, liền là từ đầy trời Phệ Thiên Ma Nghĩ bên trong sống sót. Chốc lát sau đó, Tử Dương Kinh Hồng liền mang theo người khác không thấy bóng dáng, xông vào vô tận hắc ám. Nhưng mà lúc này, Đế Huyết Thành lại là kêu rên khắp nơi đều tràn đầy nồng đậm huyết tinh chi khí, tựa như tận thế đến một dạng. Hướng Vân Sinh độc chiến Phệ Thiên Ma Nghĩ Kiến Vương, lấy hắn thực lực, hoàn toàn đè lên Kiến Vương đánh, có thể chính là bởi vì như thế, nhưng Kiến Vương càng thêm phẫn nộ, gầm thét nhường cái kia mấy chục hơn trăm vạn Phệ Thiên Ma Nghĩ giết Đế Huyết Thành. Hướng Vân Sinh khí nhe răng trợn mắt, nhìn xem nhân tộc tu sĩ nguyên một đám chết ở Phệ Thiên Ma Nghĩ móng vuốt phía dưới, sau đó bị thôn phệ, lòng hắn đều đang nhỏ máu. Cũng không phải hắn không nỡ nhân loại tu sĩ chết, mà là bởi vì hắn có lấy không thể chút bỏ trách nhiệm. Đế Huyết Thành người nếu là toàn bộ chết ở nơi này, hắn sai lầm nhưng lớn lắm, về sau ở gia tộc, cũng sẽ không lại được coi trọng. Nhiệt xúc, còn không lăn ra Đế Huyết Thành. Hướng Vân Sinh phẫn nộ vô cùng, một trường đánh ra, Kiến Vương bị đánh toàn thân xuất hiện vô số liệt phùng, chảy ra một chút hắc sắc dịch thể. Đám tiểu nhân, cho bản vương giết thành này, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại, Kiến Vương phẫn nộ đến cực điểm, nơi nào sẽ thụ Hướng Vân Sinh uy hiếp. Nó vốn liền là dị ma, có thể rút ra hắc ám lực lượng chiến đấu, mặc dù bị Hướng Vân Sinh đè lên đánh, có thể trong thời gian ngắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Nó hiện tại duy nhất muốn làm, liền là đồ diệt tòa thành trì này. Hai người đánh ra chân hỏa, kinh khủng năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Cả tòa Đế Huyết Thành chốc lát bên trong liền hủy diệt không sai biệt lắm. Buồn bực nhất phải kể tới Vu Cửu, hắn mặc dù là thần vương, nhưng là không làm gì được mấy chục vạn Phệ Thiên Ma Nghĩ a, chiến đấu xuống tới cũng bị thương không nhẹ. Hộ thành đại trận làm sao sẽ phá, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Cửu trong lòng giống giận, cảm giác biệt khuất đến cực điểm. Hắn cũng biết rõ, tối nay nhất định là một cái máu nhuộm ban đêm, bằng vào hắn và Hướng Vân Sinh. Là không thể nào cứu được nhiều người như vậy. Mà lúc này, Tiêu Phàm bị Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương mang theo, cũng đã cách xa Đế Huyết Thành. Công tử, người không sao chứ? Một tòa đen kịt sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm ba người ngừng lại, Lôi Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân nhuốm máu, xương cốt toàn thân phá toái, trong mắt đều là lo lắng thần sắc. Không có việc gì, khụ khụ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, chỉ là vừa mới mở miệng, lại ho ra mấy ngụm hắc huyết. Thân thể hư yếu đến cực điểm. Chỉ là hắn con ngươi lại dị thường thanh minh cùng sắc bén, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Đồng dạng, hắn cũng cho tới bây giờ không có nhận qua loại khuất nhục này, bị một người một trận cuồng chụp, liền phản kháng lực lượng đều không có. Nếu như không có bạch sắc thạch đầu bảo vệ hắn linh hồn cùng tâm mạch, đoán chừng hiện tại đã chết phỉnh lên. Khẩu khí này, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng nuốt xuống. Cái gì vạn la đế vực, hắn Tiêu Phàm đồng dạng sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, người chính là nhanh một chút chữa thương a. Bạch Ma cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết rõ Tiêu Phàm không có khả năng buông tha Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu, đừng nói Tiêu Phàm, liền là hắn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhớ năm đó, hắn đường đường đại đế. Há lại sẽ đem Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu để ở trong mắt, hai người ở hắn nhìn đến, cũng nhiều nhất chỉ là run rế mà thôi. Đáng tiếc, hắn và Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ là cổ thần cảnh, đối mặt thần vương cảnh tiền kỳ, hai người còn có thể chạy trốn, có thể gặp gỡ Vu Cửu cùng Hướng Vân Sinh dạng này thần vương cao giai, bọn họ khả năng liền thúc thủ vô sách. Tiêu Phàm gật gật đầu,
có Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương cho hắn hộ pháp, hắn cũng không lo lắng cái gì. Về phần Vu Cửu cùng Hướng Vân Sinh, hắn Tiêu Phàm âm thầm thề, chờ hắn đột phá thần vương cảnh, thậm chí đại đế cảnh thời điểm, lại đem hôm nay sỉ nhục, gấp 100 lần hoàn trả. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tiến nhập trạng thái nhập định, vận chuyển vô tận chiến điển, điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế. Không bao lâu, hắc ám chậm rãi bị ánh nắng xua tan, giờ phút này, đế huyết thành cũng đã trở thành một mảnh phế tích, vô số thi thể ngang dọc ở phế tích bên trong, nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất dính vô số máu tươi, đế huyết thành mấy vạn người, đoán chừng cũng đã còn thừa không có mấy. Đương nhiên, đại bộ phận thi thể vẫn là phệ thiên ma nghĩ, chỉ là theo lấy ánh nắng chiếu xạ, những cái kia thi thể chậm rãi tan rã, hóa thành từng đạo hắc sắc phụ khí tiêu tán ở trong không khí. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trước mắt rách nát đế huyết thành, hai người nắm đấm vang lên kèn kẹt, kém chút liền muốn bóp ra máu. Mấy canh giờ phía trước, còn phồn hoa đế huyết thành, chớp mắt liền biến thành cái dạng này, cái này khiến bọn họ như thế nào không giận đây. Kiếm Hồng Trần, Hướng Vân Sinh nghiến răng nghiến lợi, hung dữ phun ra mấy chữ. Hắn từ những người khác trong miệng biết được, là Kiếm Hồng Trần phá vỡ hộ thành đại trận, đem phệ thiên ma nghĩ thả tiến đến, mới dẫn đến hiện tại trận này tai nạn. Đế huyết thành hủy diệt, cũng liền tương đương với hắn cái này thành chủ mất đi giá trị. Chờ bách sát chiến trường kết thúc, hắn tất nhiên sẽ gặp không nhỏ trừng phạt. Hướng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vu Cửu sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết rõ trước đó một bàn tay nên chụp chết tiểu tử kia. Hướng Vân Sinh trong mắt tóe bắn ra hai đạo lạnh lẽo lệ khí, lạnh giọng nói, thông chi cái khác thành trì, Kiếm Hồng Trần phản bội nhân tộc, dấn thân vào dị ma, hủy đế huyết thành, giết ta nhân tộc tu sĩ, đáng chém. Là, Vu Cửu gật gật đầu, hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ, Tiêu Phàm hắn là vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Mặt khác, bao che Kiếm Hồng Trần người, đồng dạng đáng chém. Hướng Vân Sinh lại bổ sung một câu, có thể nghĩ, hắn đối Tiêu Phàm là hận thấu xương. Mấy ngày sau đó, một cái tên vang vọng sở thuộc Vạn La Đế vực nội thành ao, đương nhiên, tên này tiếng cũng không phải cái gì tốt thanh danh, mà là tiếng xấu. Tốt một cái Kiếm Hồng Trần, thực sự là ta nhân tộc tu sĩ phản đồ, dĩ nhiên đầu nhập vào dị ma, giết ta nhân tộc tu sĩ. Người này đáng chém, lần sau nếu là nhìn thấy, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Phản bội nhân tộc đáng chém, vừa có người này tin tức, bị nhân tất nhiên tiến về, tiễn hắn một đoạn, nhưng hắn biết rõ cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Nghe nói đế huyết thành tất cả mọi người toàn quân bị diệt, duy chỉ có thiên vũ vực người có thể đào thoát. Những người này cùng Kiếm Hồng Trần khẳng định có ít nhiều quan hệ, bọn họ cũng đồng dạng đáng chết. Vài tòa thành trì bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Kiếm Hồng Trần tên, rất nhiều người tức giận không thôi, vì Tiêu Phàm dạng này hành vi cảm thấy đáng xấu hổ. Mặc Thạch Thành, tập thể trầm mặc, nơi này, đã là chuyên thuộc về thiên vũ vực tu sĩ chỗ tránh nạn, từ khi Huyết Vô Tuyệt lấy được tin tức sau đó, Phàm là cái khác địa vực người, đều không cho tiến vào. Đây cũng là Huyết Vô Tuyệt hành động bất đắc dĩ, nếu là những người khác biết rõ nơi này là thiên vũ vực thành trì, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người sẽ từ bách sát chiến trường chỗ sâu bẻ ngược, đối phó bọn hắn. Thiên vũ vực tu sĩ thực lực vẫn là quá yếu, căn bản không đủ để cùng với những cái khác địa vực tranh chấp. Huống chi, Tiêu Phàm hủy diệt đế huyết thành sau đó, có thể liền tương đương với đắc tội Vạn La đế vực cấp dưới trăm đại địa vực, đừng nói trăm vực tu sĩ toàn bộ động thủ. Liền là nôn một ngụm nước bọt, bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Các vị, ta đại biểu sư đệ hướng mọi người xin lỗi. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, nhìn xem cách đó không xa Thanh Minh đám người nói. Kiếm công tử lại không làm sai cái gì, không cần xin lỗi. Có người lập tức phản bác. Ngài là Kiếm công tử sư huynh, có người đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Huyết Vô Tuyệt nói. Kiếm Hồng Trần nhẹ gật đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những người này đối với hắn vẻ kính sợ. Huyết huynh, việc này chúng ta đều không quái Kiếm huynh, nếu không phải hắn, chúng ta cũng đã chết rồi, mặc dù ta không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Kiếm huynh tuyệt đối không phải loại kia phản bội nhân tộc người. Thanh Minh vội vàng mở miệng nói, bọn họ đều không biết Tiêu Phàm bị Vu Cửu lăng nhục sự tình, nếu không mà nói, bọn họ liền không chỉ là lý giải, mà là phẫn nộ. Đường đường thần vương cảnh,
vốn hẳn nên bảo hộ nhân tộc, nhưng bây giờ lại là lấy mạnh hiếp yếu, đối cổ thần cảnh tu sĩ, đây quả thực liền là nhân tộc tu sĩ sỉ nhục. Không sai, mặc dù cùng kiếm huynh ở chung không lâu, nhưng hắn tuyệt không có khả năng phản bội nhân tộc, việc này khẳng định có cái khác kỳ quặc. Kiếm tử cũng nhẹ gật đầu, Long Phi Vũ, thì hoàng tử mấy người cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ có lẽ không phải rất hiểu rõ Tiêu Phàm, nhưng ở chung xuống tới, bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Phàm là như thế người. Càng chủ yếu là, nếu như Tiêu Phàm phản bội nhân tộc, vậy cũng sẽ không cứu bọn họ, hơn nữa ở hủy diệt đế huyết thành trước đó, cũng sẽ không trước giờ đem bọn họ đưa đi. Chúng ta đều tin tưởng kiếm công tử, những người khác cũng ngươi một lời ta một câu, bất quá ngôn ngữ bên trong toàn bộ đều là tràn đầy đối Tiêu Phàm tín nhiệm. Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, hắn không biết Tiêu Phàm làm cái gì, lại đem thiên vũ vực những cái này lòng người toàn bộ đều ngưng tụ đâm vào cùng một chỗ. Hít sâu một cái, Huyết Vô Tuyệt vẫn là nói, các vị hảo tâm, ta muốn sư đệ biết rõ sau, cũng sẽ khai tâm, nhưng là, Mạc Thạch Thành không thích hợp ở lâu, rất nhanh liền khả năng có người đến nơi này, ta nghĩ, sư đệ cũng không muốn nhìn thấy mọi người có bất kỳ sơ thất nào. Đám người nghe vậy, cuối cùng trầm mặc, bọn họ trong lòng lại làm sao không biết đây, thế nhưng là bọn họ giờ phút này căn bản cái gì cũng làm không được. Duy nhất có thể làm, liền là rời đi. Mọi người, hay là nghe Huyết Huynh mà nói a, bách sát chiến trường lớn như vậy, bọn họ chưa hẳn có thể làm gì được chúng ta, trước rời đi nơi này. Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Kiếm Huynh bỏ ra giá thật lớn mới cứu được chúng ta, bây giờ chúng ta bị Vạn La Đế vực truy nã. Một phần vạn bọn họ cầm chúng ta đi uy hiếp kiếm huynh, vậy coi như không đáng được, mọi người vẫn là tản đi. Trầm mặc ít nói kiếm tử cũng mở miệng nói. Tốt, chúng ta rời đi. Ta muốn xâm nhập bách sát chiến trường, về sau mới có năng lực giúp kiếm công tử một chút sức lực. Ta cũng vậy, giết những cái kia chó chết, dĩ nhiên vu hãm kiếm công tử. Đám người nhao nhao gật đầu, cũng không phải bọn họ sợ chết. Mà là bọn họ sợ hãi Vạn La Đế vực dùng bọn họ sinh mệnh đi uy hiếp bản thân ân nhân. Thật lâu sau đó, Mạc Thạch Thành bên trong tu sĩ đều từng cái rời đi, chỉ có Huyết Vô Tuyệt cùng Thanh Mộc Tuyền lưu lại. Ngươi tại sao không đi? Huyết Vô Tuyệt hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Mộc Tuyền nói. Tu La Điện đệ tứ Diêm La Điện Phó Điện Chủ, gặp qua Phó Điện Chủ. Thanh Mộc Tuyền đột nhiên khom người một xá nói. A, Huyết Vô Tuyệt hơi hơi ngoài ý muốn. Sau đó cười nói, không cần đa lễ, ngươi đã là Tu La Điện người, vậy liền cùng ta lưu lại, ở nơi này tiếp dẫn Tu La Điện những người khác huynh đệ a. Lập tức Huyết Vô Tuyệt trong lòng lại bổ sung một câu, sư đệ a, người mị lực, có lẽ thật có thể đem thiên vũ vực bện thành một sợi dây thừng. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hắn bị truy nã sự tình, hắn tỉnh lại sau đó, đã là nửa tháng sau đó. Lần này thật bị thương quá nặng đi, Tiêu Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Khe khẽ thở dài nói. Bình thường thụ thương, đều chỉ cần mấy canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể lần này, dòng dã bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Nếu như không phải nắm giữ bạch sắc thạch đầu cái kia kỳ lạ lực lượng, hắn thật đúng là không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại. Hiện tại, trong lòng của hắn tràn đầy đối thực lực khát vọng, giống như hắn đột phá thần vương cảnh, há lại sẽ e ngại hai cái kia lão già. Nhìn bốn phía một cái. Tiêu Phàm lại là phát hiện, Bạch Ma đang uể oải nằm sấp ở cách đó không xa thạch đầu, trên người phát ra một cỗ như có như không khí thế. Cảm nhận được cỗ kia cường hoành khí tức, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Ma đây là chuẩn bị đột phá thần vương cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, Bạch Ma vốn cũng không phải là đột phá, mà là khôi phục tu vi, chỉ cần bàng bạc năng lượng liền có thể. Lần trước nếu như Tiêu Phàm nguyện ý, đem cái kia ngũ hành linh mạch cho Bạch Ma. Đoán chừng Bạch Ma cũng đã thành công khôi phục được thần vương cảnh tu vi. Tiêu Phàm không có quấy rầy, lẳng lặng chờ lấy Bạch Ma tỉnh lại, bất quá hắn lại phát hiện, Lôi Viên Vương không thấy bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Lại qua mấy canh giờ, Bạch Ma đột nhiên duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng dậy, tiểu tử, người rốt cục tỉnh. Người đột phá thần vương cảnh, Tiêu Phàm hỏi, còn kém từng chút một, cỗ này thân thể năm đó bị ta tổn thương quá nặng đi. Chữa trị lên phiền phức. Bạch Ma lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, cái này thân thể vốn là trường sinh đại đế, lúc trước liền là bị hắn gây thương tích, hiện tại hắn vẫn còn bẩn thỉu hắn trường sinh đại đế thân thể đến.
Bất quá cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Bạch Ma năm đó đỉnh phong là bao nhiêu cường đại, liền thần thú bảng xếp hạng thứ 16 trường sinh thú, đều bị hắn thương thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Lão Lôi đây, Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn đi tìm hiểu tin tức, đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ trở về. Bạch Ma nói ra, công tử, thoại âm rơi xuống, nơi xa một đạo thanh âm vang lên, trong lúc hô hấp, Tiêu Phàm bên cạnh liền nhiều một đạo thân ảnh, chính là Lôi Viên Vương. Ngươi trở về, dò thăm cái gì không? Tiêu Phàm hỏi. Hắn biết rõ, hắn hủy diệt đế huyết thành sự tình, khẳng định tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, những người kia khẳng định cũng tử thương thảm trọng. Công tử, người bị Vạn La đế vực truy nã, hơn nữa Thiên Vũ vực người đều có liền mang trách nhiệm. Lôi Viên Vương cười khổ nói. Truy nã, Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, cái này kết quả hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không khỏi nhíu mày một cái nói, Vạn La đế vực, cái này độ lượng cũng quá nhỏ a. Đế huyết thành mấy vạn tu sĩ, chạy trốn chỉ có vài trăm người, đem hai cái kia thần vương cảnh lão bất tử làm phát bực. Lôi Viên Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bây giờ bị Vạn La đế vực truy nã, đoán chừng trên trăm vực tu sĩ đều đang tìm kiếm bọn họ, giờ phút này tùy tiện ra ngoài, khẳng định có không nhỏ phiền phức. Nhìn đến, những cái kia thành trì là không thể đi. Tiêu Phàm thầm than khẩu khí. Bị Vạn La đế vực truy nã, cũng không phải chuyện gì tốt, những cái kia đại thành trì có thể đều là có thần vương cường giả tọa chấn, chỉ cần hắn hiện thân, đoán chừng liền phải chết không có chỗ chôn. Công tử! Cái này ngược lại không dùng làm sao lo lắng, dù sao Vạn La đế vực quản hạt phạm vi bên trong, cũng liền có mấy tòa thành trì mà thôi. Lôi Viên Vương lơ đễnh nói, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm không giải. Công tử hẳn là biết rõ, cái này bách sát chiến trường, là nhân tộc bách sát chiến trường, Vạn La đế vực chỉ là trong đó một cái địa vực mà thôi, mặt khác còn có cực kỳ cường đại cổ vực cùng đế vực. Lôi Viên Vương giải thích nói, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, người cũng hẳn là biết rõ, muốn tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có bách sát đế lệnh, có thể có tư cách tiến vào bách sát chiến trường, cùng sở hữu 63 cổ vực hoặc thứ vực. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cái này hắn có thể hiểu rõ, tu la tộc vị trí huyết u cổ vực, mặc dù chỉ là cổ vực, nhưng chỉnh thể thực lực, không thể so với Vạn La đế vực kém. Mặc dù trên cơ bản chỉ có đế vực mới nắm giữ bách sát đế lệnh, nhưng cũng có số ít cổ vực có thể nắm giữ bách sát đế lệnh. Hơn nữa, bách sát đế vực, bình thường tới nói, chỉ có 64 khối, hơn nữa có một khối còn ở hắn trên người, kỳ thật, bách sát chiến trường 64 phiến khu vực đều là có trận pháp ngăn cách, nguyên một đám hình quạt đem bách sát chiến trường cũng chia làm 64 phần, chỉ bất quá huyết u cổ vực cùng Vạn La đế vực vị trí khu vực hòa thành một thể. Vạn La đế vực không cách nào bước vào cái khác đế vực cùng cổ vực, đồng dạng, cái khác đế vực cùng cổ vực. Cũng không thể vượt qua trận pháp tiến vào Vạn La đế vực sở thuộc phạm vi. Muốn vượt qua trận pháp, tiến vào cái khác địa vực, liền chỉ có xâm nhập bách sát chiến trường. Lôi Viên Vương đem tìm hiểu đến tin tức một năm một mười nói ra, không có bất luận cái gì giữ lại. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn mặc dù nắm giữ bách sát chiến trường địa đồ, có thể không nghĩ đến, bách sát chiến trường, dĩ nhiên dùng đại thủ đoạn tách ra. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Bách sát chiến trường, thế nhưng là nhân tộc Tam Thiên vực đồng thời tiến đến, nếu như tất cả mọi người đều đặt ở một cái không gian, cạnh tranh cũng liền càng thêm kịch liệt. Hơn nữa, dạng này cạnh tranh, dễ dàng tạo thành không tất yếu thương vong. Tỷ như, Vạn La đế vực cùng với những cái khác đế vực ở giữa có cửu hận, liền rất có thể đem những cái này cửu hận tái giá cho một chút phổ thông địa vực tu sĩ. Nếu như những cái kia đế vực tu sĩ muốn tìm một chút phổ thông cổ vực cùng địa vực phiền phức, đến lúc đó tử thương chỉ có thể cực kỳ thảm trọng. Dù sao, phổ thông địa vực tu sĩ, vô luận thiên phú, vẫn là tu luyện tư nguyên, bình thường đều không phải đế cấp cổ vực tu sĩ có thể so sánh. Vậy nếu như chúng ta muốn tiến vào cái khác khu vực đây? Bạch Ma đột nhiên xen vào một câu miệng. Chỉ có thông qua ngũ đại hung địa, mới có khả năng tiến vào cái khác khu vực. Lôi Viên Vương hít sâu một cái nói đến ngũ đại hung địa thời khắc. Hắn sắc mặt nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng lên. Ngũ đại hung địa, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma chăm miệng một lời kêu một câu, hiếu kỳ bên trong có một tia chấn kinh. Lôi Viên Vương trịnh trọng gật gật đầu nói, cái này bách sát chiến trường chỗ sâu, cùng sở hữu năm nơi hung địa, cùng chúng ta liền nhau hung địa tên là đế huyết nhai liên thông mười mấy phiến khu vực. Muốn tiến vào cái khác khu vực,
có thể thông qua đế huyết nhai tiến vào, bất quá, cái này đế huyết nhai tin đồn 10 phần hung hiểm, ngoại giới thần vương cảnh không cách nào tiến vào. Đế huyết nhai sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng lại là ngưng lại nói, Bạch Ma thôn phệ loạn cổ đại đế tôi tớ kia ký ức, đế huyết nhai chính là loạn cổ đại đế vẫn lạc địa phương, chẳng lẽ nơi đó thật có loạn cổ đại đế truyền thừa? Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, hắn trong đầu nháy mắt nhớ tới một cái khác kiện sự tình, Bạch Ma đã từng nghe được Nguyệt Thiên Hạo đề cập tới loạn cổ cùng truyền thừa mấy chữ này. Là, ngũ đại hung địa cực kỳ hung hiểm, đế huyết nhai càng là tin đồn đã từng có vô số đại đế vẫn lạc, nhuốm máu một mảnh dốc đá, cho nên xưng là đế huyết nhai. Lôi Viên Vương gật gật đầu. Cái kia ngũ đại hung địa, ngoại trừ đế huyết nhai bên ngoài, còn có cái gì? Bạch Ma thì hoàn toàn không đem đế huyết nhai đặt ở trong lòng, đã từng hắn cũng đi đến qua cảnh giới kia, tự nhiên không có quá nhiều lòng kính sợ. Ngoại trừ đế huyết nhai bên ngoài, còn có Vẫn Vương Cốc, Quỷ Hỏa Núi Hoang, Sương Máu Thiên Hồ, cùng Vô Tận Luyện Ngục Biển. Lôi Viên Vương 10 phần thận trọng nói ra. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, lại tinh tế bổ sung một câu, tin đồn, đế huyết nhai là ngũ đại hung địa hung hiểm nhất địa phương. Nếu là tin đồn, vậy liền đảm đương không nổi thật. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu nói, mặc kệ loạn cổ đại đế truyền thừa là thật hay là giả, hắn đều muốn đi một chuyến. Đến Bách Sát chiến trường, hắn thế nhưng là vì pháp tắc toái phiến, bây giờ lại liền pháp tắc toái phiến hình bóng đều không nhìn thấy, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Thế nhưng là, Lôi Viên Vương còn muốn nói cái gì? Chỉ là không chờ hắn nói xong, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, ngữ khí kiên định nói, không có cái gì thế nhưng là, tất nhiên thành chỉ tiến không lên, vậy liền đi đế huyết nhai. Chớp mắt qua 3 tháng, Tiêu Phàm ba người một đường xâm nhập Bách Sát chiến trường, trên đường gặp được không ít phiền phức, vốn lấy ba người thực lực, chỉ cần không phải thần vương cảnh cao giai, đều không làm gì được bọn họ. Liền xem như gặp gỡ thần vương cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ, có Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma mang theo Tiêu Phàm đào tẩu, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ba người cũng coi như người tài cao gan lớn, 3 tháng thời gian, đi sâu vào Bách Sát chiến trường 10 vạn dặm. Bất quá so với rộng lớn Bách Sát chiến trường, điểm này lộ trình cũng không tính cái gì. Trong lúc đó, Tiêu Phàm bọn họ thấy được không ít thành trì, Tiêu Phàm đều không tiến vào, nơi đó cũng đã không có hắn quan tâm người, tự nhiên không tất yếu đi vào, ngược lại không cẩn thận sẽ chọc cho một chút phiền phức. Một ngày này, Tiêu Phàm ba người ở một tòa dãy núi đỉnh ngừng lại, chân trời, một sợi màu đỏ tươi huyết sắc như ẩn như hiện, dù là cách nhau vô hạn xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề cùng túc sát khí hơi. Lấy chúng ta tốc độ, đi ngang qua Bách Sát chiến trường, đoán chừng cũng không cần bao lâu thời gian. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi nằm mơ, chúng ta bỏ ra 3 tháng, cũng mới đi tầm 10 vạn dặm, còn không bằng Thiên Vũ vực một cái nhị lưu thế lực phạm vi lớn đây. Bạch Ma hợp thời đả kích nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa mới lời hắn chỉ là an ủi bản thân mà thôi. 3 tháng thời gian, liền một cái nhị lưu thế lực đều không đi ra ngoài, cái này xác thực không phải là cái gì hào quang sự tình. Công tử, cái này đế huyết nhai còn muốn đi bao xa? Lôi Viên Vương không nhịn được hỏi. Chiếu chúng ta dạng này tốc độ, đoán chừng còn muốn lớn hơn nửa năm. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nhớ lại một cái Bách Sát chiến trường địa đồ nói. Hơn nửa năm, Lôi Viên Vương trực tiếp kinh kêu ra tiếng. Ta nói tiểu tử, người đi chậm như vậy. Đến cùng đang tìm kiếm cái gì, theo ta thấy, còn không bằng lập tức chạy tới đế huyết nhai lại nói không chừng nơi nào có đại cơ duyên. Bạch Ma có chút khó chịu nói, cơ duyên, Lôi Viên Vương khóe miệng nhỏ bé rút, đế huyết nhai thế nhưng là một chỗ hung địa, chỗ nào có cái gì cơ duyên, đi chịu chết còn không sai biệt lắm. Đương nhiên, lời này hắn tuyệt đối là không dám nói ra, tốt xấu hắn cũng là thần vương cảnh, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma còn không sợ. Hắn cũng phải chút mặt mũi. Chỉ là, hắn là thật đối đế huyết nhai cực kỳ kiêng kỵ. Trước kia đợi ở cái kia phiến cổ địa, hắn lĩnh ngộ một tia pháp tắc lực lượng, liền cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, thẳng đến đi theo Tiêu Phàm đi ra, hắn mới phát hiện, bản thân lúc trước ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Thần vương cảnh, ở có chút địa phương cố nhiên được xưng tụng là cường đại, nhưng là ở Bách Sát chiến trường, cũng chính là bình thường cao thủ. Nhưng nếu là đặt ở những cái kia cổ vực, thậm chí đế vực, vậy liền không tính cái gì. Không vội, nếu là cơ duyên,
vậy liền phải có duyên phận mới có thể lấy được, đi phải sớm, không bằng đi xảo. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, thần sắc không hề bận tâm. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương cũng không khỏi trợn trắng mắt, bọn họ tự nhiên không biết Tiêu Phàm dự định. Tiêu Phàm đi khắp sông núi đại địa, kỳ thật một mực đang suy nghĩ lấy một vấn đề, kia chính là hắn về sau đường nên như thế nào đi. Mắt thấy sắp đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, đến lúc đó hắn liền muốn lĩnh ngộ bản thân pháp tắc lực lượng, thế nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm liền một chút phương pháp đều không có, trong lòng một mảnh mang nhiên. Hắn tu luyện phương pháp cùng kẻ khác khác biệt, người bình thường đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, mặc dù cảnh giới đến, nhưng nhục thân cùng linh hồn vẫn như cũ không có viên mãn. Một khi nhục thân cùng linh hồn đi đến cổ thần cảnh viên mãn, kia chính là bán bộ thần vương, cũng chính là cái gọi là phong hầu cường giả. Nhưng hắn Tiêu Phàm khác biệt, nhục thân của hắn cùng linh hồn cũng đã đạt đến cổ thần cảnh viên mãn, chỉ cần đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, liền có thể lĩnh ngộ bản thân pháp tắc lực lượng, nhất cử đột phá thần vương cảnh. Đi thôi, Tiêu Phàm hít khẩu khí, lách mình hướng về dưới núi bay qua. Không lâu, mấy người xuất hiện ở một mảnh phế tích, nơi này nghiễm nhiên là một chỗ cổ chiến trường, phế tích, ngổn ngang lộn xộn nằm một chút thi cốt. Còn có một chút gì xét binh khí, có lẽ những cái này binh khí đã từng là pháp bảo, nhưng bây giờ cũng đã biến thành phế liệu, không có bao nhiêu giá trị. Duy nhất giá trị, liền là nhớ lờ mờ ghi chép năm đó một trận chiến là nhiều kêu thảm nặng cùng điên cuồng. Những cái này binh khí, đã từng hẳn là đều là đế binh, đáng tiếc đều hủy không còn hình dáng, bên trong pháp tắc chi lực cũng đã trôi mất. Bạch Ma hít khẩu khí, tựa như ở nhớ lại cái gì. Tiêu Phàm thì là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là cỡ nào hy vọng những cái này rách nát pháp bảo, còn hàm chứa pháp tắc lực lượng, nếu như vậy, đối với hắn còn có chút lợi dụng giá trị. Chốc lát sau đó, vô số cỗ di cốt in vào Tiêu Phàm trong mắt bọn họ, khắp nơi quạnh hiu, chỉ có gió kêu thanh âm, tựa như ở ô minh. Một trận dài đến mấy chục trượng di cốt cực kỳ dễ thấy, di cốt có địa phương cũng đã mục nát, nhưng có địa phương vẫn như cũ lưu chuyển lên thần mang. Đó là cận tồn một chút thần tính. Dù là đi qua vô tận tuế nguyệt, thần tính vẫn như cũ chưa tán, có thể nghĩ cái này di cốt khi còn sống cường đại. Càng là cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh sinh linh, chết rồi thần tính lại càng cường đại, không cho người khinh nhờn. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Viên Vương chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê, hắn không nghĩ đến bách sát chiến trường, dĩ nhiên còn có dạng này sinh linh di cốt. Tiêu Phàm không nói. Mảnh này cổ chiến trường cho hắn một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác, nhìn thấy những cái kia di cốt, hắn đều cố ý lách qua, đó là đối người chết tôn trọng. Bất quá trong lòng của hắn lại là nghi hoặc, trên cổ chiến trường chết đi người, hẳn là có không ít là thuộc về nhân tộc, có thể qua nhiều năm như vậy, vì cái gì nhân tộc tu sĩ còn nhường bọn họ thi cốt gặp phơi gió phơi nắng đây? Có lẽ, những cái này nhân sinh phía trước khẳng định thụ vạn người kính ngưỡng, nhưng bây giờ... không phải là chôn xương mưa gió bên trong. Tiêu Phàm trong lòng 10 phần cảm khái, cho dù ngươi khi còn sống phong hoa tuyệt đại, chết rồi không phải một dạng hóa thành một tôn khô cốt, liền tế điện người đều không có. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới cái gì, trong lòng thầm nói, nơi này có lẽ không phải không người đến qua, mà là đi tới người, đều giống như ta, đối bọn họ kính nhi viễn chi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhìn về phía Lôi Viên Vương nói, lão Lôi, người cùng ta đem những hài cốt này mai táng lên. Mai táng thi cốt, Lôi Viên vô cùng ngạc nhiên, không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì. Bạch Ma cũng là nghi hoặc không thôi, bất quá hắn vẫn tán thành Tiêu Phàm lời nói, những người này, đại bộ phận đều là nhân tộc anh liệt, xác thực hẳn là nhập thổ vi an. Tiêu Phàm không nói, hắn biết rõ Bạch Ma biết rõ một chút sự tình, chỉ là cái này ra hỏa mồm mép rất cứng, dù là hắn bức bách, Bạch Ma cũng không nói đi ra. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm cùng Lôi Viên Vương hai người đào nguyên một đám hố to, cẩn thận từng ly từng tí đem những hài cốt này để vào hố to, xếp thành nguyên một đám đống đất nhỏ. Sau đó Tiêu Phàm tìm đến từng khối thạch đầu, điêu khắc thành từng khối thạch bi, đứng ở nguyên một đám đống đất nhỏ trước đó, bên trên đều viết một dạng mấy chữ, nhân tộc anh liệt chi mộ. Tiểu Bạch, người nói, bọn họ chết đáng giá không? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hỏi, có đáng giá hay không? Phải hỏi bọn họ bản thân. Bạch Ma uể oải đáp lại một câu. Tiêu Phàm hướng về phía những cái này đống đất nhỏ hơi hơi thi lễ, những người này, vì thủ hộ bọn họ âu yếm đồ vật mà chết,
đáng giá hắn tôn kính. Lúc này, Bạch Ma thanh âm vang lên lần nữa, nói tiểu tử, không cần như thế bi thương, mỗi người đều có bản thân trách nhiệm cùng sứ mệnh, bọn họ có lẽ chết rồi, nhưng có thể là cười chết, coi nhẹ sinh tử thuận tiện. Coi nhẹ sinh tử chi đạo, biết bao huyền diệu, nếu như có thể nhìn thấy, cũng không tất yếu nghịch thiên mà đi tu luyện. Tiêu Phàm nhẹ nhàng trầm ngâm, lắc lắc đầu nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bản thân vì sống sót, mà hại đế huyết thành vô số tu sĩ, những cái kia tu sĩ lại làm sao có thể coi nhẹ sinh tử đây. Bạch Ma trầm mặc, hắn đã từng là đại đế, nhưng là không có khám phá điểm này, sinh tử, ai có thể khám phá. Bạch Ma, người nói, ta hại chết đế huyết thành nhiều người như vậy, là ta sai lầm rồi sao? Tiêu Phàm ấy ấy phun ra một câu, trong mắt một mảnh mê mang. Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết Tiêu Phàm tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này. Không chỉ là hắn, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ không suy nghĩ, chỉ cần bản thân có thể sống sót, lại còn sẽ quan tâm những người khác chết sống. Chính như Tiêu Phàm nói, tu sĩ tu luyện, vốn liền là nghịch thiên mà đi, chỉ vì cùng trời tranh mệnh. Giết người, cũng chỉ là vì sống sót. Ở cái này người ăn thịt người thế giới, người không giết người, tổng sẽ có người sẽ giết người. Bước vào tu luyện con đường này, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Không nói tu luyện giới, liền là phàm nhân, cũng đồng dạng cũng biết có tranh đoạt, chỉ là nhận luật pháp chế ước, sẽ có hạn chế mà thôi. Mà đến tu luyện giới, vô luận là cảm xúc, hay là muốn, đều bị vô hạn phóng đại, giết người, cũng liền trở thành ăn cơm uống nước một dạng sự tình đơn giản. Ta không biết rõ ngươi là đúng hay sai, bất quá, nếu như đổi lại là ta, vì sống sót, có thể sẽ giết càng nhiều người. Bạch Ma đáp lại nói, công tử, ta cảm thấy ngươi không sai. Lôi Viên Vương đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đồng thời quay người nhìn về phía Lôi Viên Vương, Lôi Viên Vương hít sâu một cái nói, đế huyết thành những người kia. Cố nhiên có ít người không đáng chết, nhưng công tử liền đáng chết sao? Vẫn là công tử làm sai cái gì? Lôi Viên tiểu tử, người đây là đập mông ngựa sao? Bạch Ma trắng Lôi Viên Vương một cái. Lôi Viên Vương lại là lắc lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói ra, công tử ngạo cốt tự nhiên, chẳng qua là không muốn trở thành hướng gia nô mới mà thôi. Hướng gia thần vương cường giả, dựa vào cái gì liền có thể đưa công tử vào chỗ chết? Chỉ bằng bọn họ thực lực mạnh. Chỉ bằng hướng ra thống soái vạn la đế vực trên trăm địa vực. Tu sĩ vốn liền là nghịch thiên mà đi, truy cầu một cái tùy tâm tùy tính. Lúc trước ta không nguyện ý giết cái khác sinh linh, nhưng luôn luôn có cái khác thú tộc muốn giết ta, ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ giết ta, thậm chí còn có thể diệt ta nhất tộc. Nói ta tự tư, chính là bản thân mạng sống, nhưng ở ta tộc nhân đến xem, ta là vì các tộc nhân có thể sống sót, bọn họ cảm kích ta. Ta vô luận giết bao nhiêu người, đối bọn họ tới nói, ta đều là vì bảo hộ bọn họ. Hơn nữa, ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy, vô luận giết bao nhiêu người, ta đều chưa bao giờ hối hận, bởi vì ta sau lưng, còn có ta càng nhiều muốn bảo vệ người. Lôi Viên Vương lại nói âm vang hữu lực, chém đinh chặt sắt, nghe được Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đều là lau mắt mà nhìn. Hai người trong lòng không khỏi thầm than, Lôi Viên Vương khó trách có thể đột phá thần vương cảnh. Không những là bởi vì hắn thiên phú, còn có trong lòng của hắn kiên trì cùng chấp nhất. Vì bảo hộ hắn muốn bảo vệ người, giết lại nhiều lại như thế nào. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa như nháy mắt hiểu cái gì, chậm chạp nói, đúng vậy a, ta cũng có muốn bảo vệ người, giết người, không phải vì giết mà giết. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm lại hai mắt, trong lòng giống như có hiểu rõ một dạng. Ngay sau đó, một cỗ như có như không khí tức từ trên người hắn phát tán ra, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương hai người giật nảy mình, vội vàng hướng về một bên nhảy xuống. Đây là, Lôi Viên Vương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc đến cực điểm. Đốn ngộ, Bạch Ma cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Đi theo Tiêu Phàm đến nay, hắn mặc dù cảm thấy Tiêu Phàm rất bất phàm, nhưng bây giờ nhìn đến, Tiêu Phàm thiên phú vẫn như cũ vượt qua hắn nhận biết. Đốn ngộ. Lôi Viên Vương kinh ngạc không thôi, nhỏ giọng thầm thì nói, liền đốn ngộ. Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc, tức khắc thế nhưng là một loại huyền diệu trạng thái, loại kia trạng thái một hơi thời gian, liền có thể so với bình thường thời điểm lĩnh ngộ mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Bởi vì, rất ít có người có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái.
cho dù là Tiêu Phàm thiên phú rất bất phàm, nhưng tiến vào đốn ngộ trạng thái số lần cũng 10 phần thưa thớt. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương hai cái không có quấy rầy Tiêu Phàm, hai người đứng ở cách đó không xa, thay Tiêu Phàm hộ pháp. Đây chính là đáng quý cơ hội, nếu như Tiêu Phàm có thể nhất cử đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đáng tiếc, cái này nhất định nhường hai người thất vọng rồi, đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, đối với người bình thường tới nói, có lẽ một lần đốn ngộ thật là. Nhưng là Tiêu Phàm là không thể nào, hắn muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, liền phải thôn vệ pháp tắc lực lượng lực lượng. Lâu như vậy rồi, còn không có tỉnh, chờ đợi nửa canh giờ, Bạch Ma cũng khó được không bình tĩnh. Đốn ngộ, người bình thường đều là mấy tức thời gian, nhiều nhất cũng chính là chốc lát mà thôi, có thể Tiêu Phàm, một lần đốn ngộ lại là nửa canh giờ, hơn nữa còn không tỉnh lại xu thế. Công tử lần này thu hoạch, không phải bình thường lớn a, sớm biết rõ, ta cũng hẳn là đi chôn xương. Lôi Viên Vương mở ra một cười giỡn nói, đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên hiện lên từng đạo khí lãng. Khí lãng nhìn tựa như cùng lưới kiếm đồng dạng, lại cho người ta một loại 10 phần bình thản cảm giác. Đây là sát lục pháp tắc, Bạch Ma cũng thiếu chút kinh kêu ra tiếng, vội vàng dùng móng vuốt che bản thân miệng, sợ quấy rầy Tiêu Phàm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên lại hiện lên từng đạo màu trắng đen quang mang, hai loại quang mang lẫn nhau dung hợp, chỉ bất quá vừa chạm vào tức tán. Đây là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Bạch Ma lần này thật không nhịn được kêu đi ra. Bất quá Lôi Viên Vương phản ứng rất nhanh, đưa tay vung lên, một đạo vô hình bình chướng ngăn cản tại hai người trước người, không nhường Bạch Ma thanh âm truyền ra. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân hắc sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang đụng vào nhau, phát ra từng đợt lốp bốp thanh âm. Tiểu tử này, dĩ nhiên muốn đem hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng dung hợp. Bạch Ma khóe miệng co quắp một trận. Tựa như nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắn kinh ngạc không thôi, hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng, há lại dễ dàng như vậy dung hợp đây. Hai loại pháp tắc lực lượng, tùy tiện có thể lĩnh ngộ một loại, đồng giai bên trong tuyệt đối là cường hãn tồn tại, lại càng không cần phải nói đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp. Lôi Viên Vương sớm đã trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Phàm cử động, nhưng hắn cảm giác có chút mộng ảo. Đáng tiếc. Hắc bạch hai loại quang mang, đang va chạm một phen sau đó, chung quy là tiêu tán, chỉ có cái kia huyết sắc cương phong vẫn như cũ vờn quanh ở Tiêu Phàm quanh thân. Vẫn là thất bại, Tiêu Phàm đột nhiên hít khẩu khí, bỗng nhiên mở ra hai mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi tiểu tử, ngươi hiện tại chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn duy nhất một lần lĩnh ngộ ba loại pháp tắc lực lượng hay sao? Bạch Ma trợn trắng mắt nói. Hắn là bị Tiêu Phàm yêu nghiệt thiên phú triệt để đả kích. Đừng nói duy nhất một lần lĩnh ngộ ba loại pháp tắc lực lượng, liền là một loại, muốn ở ngắn ngủi một canh giờ, đi đến Tiêu Phàm dạng này hiệu quả, vậy cũng là không thể nào. Nếu không mà nói, thiên hạ thần vương cảnh cũng sẽ không như thế hiếm hoi. Cũng đúng, ta là quá lòng tham. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quanh thân huyết sắc quang mang bỗng nhiên biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chúc mừng công tử lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực. Lôi Viên Vương kịp thời vỗ một cái mông ngựa. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu, vừa mới đốn ngộ, hắn xác thực chạm tới ba loại pháp tắc lực lượng, loại cảm giác này, liền tựa như hắn lúc trước lĩnh ngộ ba loại thiên địa chi lực một dạng, 10 phần huyền diệu. Chỉ là pháp tắc lực lượng, lại xa xa không phải thiên địa chi lực có thể so sánh, đồng dạng, loại này lực lượng huyễn hoặc khó hiểu, rất khó nắm giữ. Hắn mặc dù chạm tới ba loại pháp tắc chi lực ngưỡng cửa, nhưng còn chưa đến chân chính lĩnh ngộ cấp độ, bất quá cũng coi như là cho hắn chỉ rõ một con đường, biết rõ về sau đường làm như thế nào đi. Đi thôi, Tiêu Phàm hít khẩu khí, liền phóng ra bước chân, tiếp tục hướng đế huyết nhai phương hướng mà đi. Chỉ là lần này, Tiêu Phàm đi chậm hơn, phàm là nhìn thấy thi cốt, đều bị hắn chôn vùi thấp, nhường vong linh có thể an bình. Mà chính hắn, cũng chậm chậm lĩnh ngộ lấy chính hắn hẳn là bước đi. Thời gian thong thả trôi qua, lóa mắt liền qua thời gian nửa năm, Tiêu Phàm ba người cũng không có dựa theo kế hoạch như vậy chạy tới đế huyết nhai, thậm chí ngay cả một phần ba lộ trình đều không đi. Nhìn xem cổ lão tang thương chiến trường, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng trầm trọng, đồng dạng, hắn đối sinh tử pháp tắc cùng sát lục pháp tắc cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu.
Tất cả những thứ này, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương đều xem ở trong mắt, bọn họ cảm giác Tiêu Phàm một đường phát sinh rất lớn biến hóa, nhưng là cái gì biến hóa, lại không nói ra được đến. Trên đường gặp được không ít tu sĩ, cũng sinh ra một chút ma sát, bất quá, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không có động thủ, hắn cũng đã ròng rã 9 tháng không có động thủ một lần. Thậm chí cũng đã nhường Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương sinh ra một loại ảo giác, Tiêu Phàm tựa như khám phá một cái nào đó chút đồ vật. Nhưng là, hai người rõ ràng cảm giác Tiêu Phàm mạnh lên, nhìn qua tựa như không nhiễm mảy may bụi bặm, trong sáng không một hạt bụi. Nếu như không phải hiểu rõ Tiêu Phàm, hai người tuyệt không tin, Tiêu Phàm trước kia là một cái giết người như ngoé người. Mặc dù không có kịp thời chạy tới đế huyết nhai, nhưng hai người cũng không có thúc giục, mà là lẳng lặng đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Sinh tử pháp tắc, sát lục pháp tắc, vạn pháp đồng quy. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, thời gian nửa năm, hắn đối sinh tử pháp tắc cùng sát lục pháp tắc, đã có bản thân hiểu rõ. Nếu như có thể đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn liền có thể tham ngộ hai loại pháp tắc chi lực, từ đó nhất cử đột phá thần vương cảnh, đương nhiên cái này cần một cơ hội. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngừng bước chân, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, lẳng lặng chờ đợi. Các ngươi không nghe được thanh âm sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương nói. Thanh âm, cái gì thanh âm? Lôi Viên Vương nghi hoặc không giải, hắn thân làm thần vương cảnh, linh giác biết bao cường đại, dĩ nhiên đều không nghe được thanh âm, có thể Tiêu Phàm lại nói có thanh âm, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Tiêu Phàm không nói, đột nhiên đạp không mà lên, bỗng nhiên hướng về nơi xa lao đi, cả người hóa thành một trận gió, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Công tử cái này tốc độ, Lôi Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ, một trận hãi hùng khiếp vía, bởi vì Tiêu Phàm tốc độ căn bản không thể so với hắn chậm, cái này thực sự là một cái cổ thần cảnh tu sĩ có thể đi đến tốc độ sao. Tiểu tử này, biến so với ta tưởng tượng mạnh, Bạch Ma thở dài một hơi. 9 tháng này thời gian, Tiêu Phàm một mực trầm mặc không nói, hiển nhiên là đang lĩnh ngộ cái gì, hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Hai người nhanh chóng đi theo, chốc lát sau đó, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau tiến vào hai người tầm mắt, chân trời thanh quang trùng thiên, kiếm quang nộ khiếu. Thật có chiến đấu, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương hai người kinh ngạc vô cùng, bọn họ hai người dĩ nhiên không có bất luận cái gì cảm ứng, có thể Tiêu Phàm cách xa nhau mấy ngàn hơn vạn dặm liền cảm ứng được, cái này cảm giác lực, cũng không phải bình thường đáng sợ. Làm hai người cùng đi lên thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đứng sừng sững ở đỉnh một ngọn núi, khi thấy nơi xa cảnh sắc lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng hàn quang. Chân trời, một cái hắc bào thanh niên chân đạp thanh đồng chiến xa, trên người cổ động lấy cường hoành khí thế, băng lãnh nhìn xem bốn phía, sát khí mãnh liệt. Ở hắn chung quanh, lại là mười mấy người, mỗi người trên thân phát ra cực kỳ cường hoành khí tức, trong đó hai người, Tiêu Phàm vậy mà còn nhận biết. Hai người kia không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Song cùng Hoàng Bộ Hoàng Tiêu. Về phần mặt khác mấy người, Tiêu Phàm thông qua bọn họ mặc vào, cũng nhìn ra bọn họ thân phận, hẳn là đều là Huyền Nguyệt cổ vực người. Tiêu Phàm cũng không phải quan tâm bọn họ sinh tử, mà là quan tâm cái kia đứng sừng sững ở thanh đồng chiến trường người. Công tử, đó là Quân Nhược Hoan. Bạch Ma đi tới gần, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Không sai. Cặp chân kia dẫm thanh đồng chiến sang người, chính là Quân Nhược Hoan, hắn và Nam Cung Tiêu Tiêu, cùng Quỷ Thiên Cửu dẫn đầu tiến nhập bách sát chiến trường, cuối cùng không biết tung tích, không nghĩ đến cũng đã đến nơi này. Hắn càng không nghĩ đến là, Lục Vô Song vậy mà sẽ liên hợp Huyền Nguyệt cổ vực người đối Thiên Vũ vực tu sĩ xuất thủ, ở trong mắt Tiêu Phàm, Lục Vô Song đã là hẳn phải chết người. Không cần xuất thủ, nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, Bạch Ma hơi kinh ngạc nói. Lấy Tiêu Phàm bao che cho con tính cách, lại giờ phút này mười phần bình tĩnh, đây là Bạch Ma không nghĩ đến, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng đã không quan tâm chính mình nhân sinh chết. Bạch Ma lắc lắc đầu, hắn rất hiểu rõ Tiêu Phàm làm người, hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này, chỉ là giờ phút này Tiêu Phàm bình tĩnh đáng sợ. Tự nhiên sẽ xuất thủ, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trong mắt lãnh quang nở rộ, tất nhiên muốn giết, vậy liền đem bọn họ đều lưu lại. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Bạch Ma không biết tại sao, luôn cảm giác có chút lạnh. Mặc dù không có bất luận cái gì sát ý, nhưng loại kia hàn ý, so bất luận cái gì sát khí đều đáng sợ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một cái trận bàn,
giao cho Bạch Ma nói, nửa chén trà nhỏ thời gian, bố trí một cái trận pháp không có vấn đề à? Không có vấn đề, Bạch Ma khẳng định gật gật đầu, có cái này trận bàn ở, nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong bố trí một cái cấm không trận pháp, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là không có vấn đề gì. Hắn thế mới biết, Tiêu Phàm cũng không phải không xuất thủ, mà là muốn đem những người này đều lưu lại. Đồng dạng, Tiêu Phàm sát ý không phải không, mà là ẩn tàng càng sâu hơn. Lão Lôi, người phụ trợ Tiểu Bạch, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương rời đi, Tiêu Phàm con ngươi lần nữa đặt ở nơi xa chiến trường, hắn vẫn là lo lắng Quân Nhược Hoan an nguy, không biết Quân Nhược Hoan có thể kháng trụ bao lâu. Quân Nhược Hoan, còn không thúc thủ chịu trói, chỉ cần ngươi đem Oanh Thiên Chiến Xa giao ra đến, Thiên Huyền công tử tất nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Hoàng phủ Hoàng Tiêu quát to, quanh thân hắc vụ quay cuồng, đó là cực kỳ đáng sợ khói độc. Quân Nhược Hoan khuôn mặt băng lãnh, Oanh Thiên Chiến Xa chung quanh hiện lên từng đạo thanh quang, đem tất cả khói độc ngăn cản bên ngoài. Lục Vô Song, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi Lục gia sẽ không làm Nguyệt gia chó, xem ra là ta xem trọng ngươi. Quân Nhược Hoan đối xử lạnh nhạt chờ lấy Lục Vô Song, về phần Hoàng phủ Hoàng Tiêu, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Giờ phút này, Lục Vô Song trên người hiện lên nhàn nhạt huyết quang, một cỗ đáng sợ sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, lạnh lẽo đến cực điểm. Nhiều lời vô ích, đem Oanh Thiên Chiến Xa giao ra đến, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Lục Vô Song âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhíu mày, trong lòng của hắn rất khó chịu. Lục Vô Song chỉ là nửa đường thần phục Nguyệt gia mà thôi, địa vị còn không bằng hắn Hoàng phủ Hoàng Tiêu. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lục Vô Song cùng Quân Nhược Hoan không nhìn, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Muốn Oanh Thiên Chiến Xa, liền muốn nhìn các ngươi bản lãnh. Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lùng, bóp ra một đạo thủ ấn đánh ra, Oanh Thiên Chiến Xa bỗng nhiên phát ra một đạo hừng hực thanh quang, xông thẳng Lục Vô Song bọn họ mà đi. Lục Vô Song sắc mặt trầm xuống, lách mình cực tốc hướng về nơi xa thối lui, hắn tốc độ rất nhanh, nháy mắt tránh thoát thanh sắc trùm sáng. Nhưng hắn người chung quanh cũng không có vận tốt như vậy, mấy người nháy mắt bị thanh sắc quang mang thôn phệ, thần hồn câu diệt. Oanh Thiên Chiến Xa uy lực Tiêu Phàm thế nhưng là tận mắt kiến thức qua, nhưng là hiện tại hắn mới biết được, bản thân vẫn như cũ khinh thường Oanh Thiên Chiến Xa. Hắn tuyệt đối không chỉ là vương giai pháp bảo, chí ít cũng là đế binh. Thậm chí càng mạnh pháp bảo. Tiếp tục, Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lẽo, lần nữa bóp ra pháp quyết, từng đạo thanh sắc trùm sáng lần nữa phun ra, lần này công kích phạm vi càng rộng, uy lực cũng càng lớn. A à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vô số mưa máu từ hư không nhẹ nhàng rớt xuống, phàm là bị thanh sắc trùm sáng quét bên trong người, toàn bộ bị quấy đến vỡ nát, liền linh hồn đều không có kịp cùng chạy ra. Lục Vô Song cùng Hoàng phủ Hoàng Tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, Quân Nhược Hoan có Oanh Thiên Chiến Xa ở, cũng đã đứng ở thế bất bại. Quân Nhược Hoan, người đừng đắc ý, Thiên Huyền công tử rất nhanh liền biết đến lúc đó, ta xem ngươi như thế nào khóc. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyệt Thiên Huyền sao? Quân Nhược Hoan lạnh lẽo cười một tiếng, tựa như căn bản không vài tháng Thiên Huyền đặt ở trong lòng đồng dạng, từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh. Bất quá Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, thậm chí phiếm hắc, cái này rõ ràng là chúng độc dấu hiệu A. Nhìn đến, Quân Nhược Hoan thực lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, một mực đến nay, hắn đều biết rõ Quân Nhược Hoan rất mạnh, có thể không nghĩ đến, Quân Nhược Hoan so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại rất nhiều, không hổ là Thiên Vũ vực đã từng đệ nhất nhân. Hơn nữa, hắn cảm giác, Quân Nhược Hoan tựa như cố ý treo mạng bọn họ, chờ lấy Nguyệt Thiên Huyền đến. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, Nguyệt Thiên Hạo đã bị hắn giết chết, nếu như Nguyệt Thiên Huyền lại chết ở Bách Sát chiến trường, Nguyệt gia lại sẽ như thế nào? Dù sao cũng đã đắc tội Nguyệt gia, Tiêu Phàm không ngại vài tháng Thiên Huyền cũng lưu lại. Về phần về sau rời đi Bách Sát chiến trường sự tình, Tiêu Phàm không nghĩ tới nhiều như vậy, nếu là bản thân có thể đột phá thần vương cảnh. Dù là Nguyệt gia muốn động thủ, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Quân Nhược Hoan, ngươi chúng ta độc, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trèo chống bao lâu. Hoàng phủ Hoàng Tiêu hai mắt đỏ bừng như máu, hận không thể lập tức đem Quân Nhược Hoan chém giết. Lục Vô Trần trầm mặc không nói,
trong mắt hắn lại là lấp lóe không ngừng, trong mắt chỉ có cái kiệu anh thiên chiến xa, lại không cái khác. Nghe được Nguyệt Thiên Huyền danh tự bản thân, hắn con người rõ ràng lóe lên một cái, tựa như đang giãy giụa cái gì. Bất quá rất nhanh, Lục Vô Trần rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh qua. Chí ít, giết chết các ngươi vẫn là không có vấn đề. Quân Nhược Hoan nhàn nhạt đáp lại, trên tay hắn lại không có dừng lại, thỉnh thoảng xuất thủ, nhường Hoàng Phủ Hoàng Tiêu phiền muộn muốn chết. Nắm giữ oanh thiên chiến xa Quân Nhược Hoan, căn bản không phải bọn họ có thể địch, khác không nói, liền là oanh thiên chiến xa kết giới, bọn họ đều căn bản oanh không ra. Thậm chí, liền Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khí độc đều ăn mòn không đi vào, Quân Nhược Hoan sở dĩ trúng độc, cũng chỉ là bị hắn đánh lén duyên cớ mà thôi. Ầm ầm, oanh thiên chiến xa không ngừng phun ra từng đạo thanh sắc trùng sáng, tựa như cực quang, không chỗ nào không phá, uy lực tuyệt luân. Vây giết Quân Nhược Hoan người, nguyên một đám bị đồ sát, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền còn thừa không có mấy, ngoại trừ Lục Vô Trần cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bên ngoài, còn sót lại hai cái còn sống. Thậm chí, hai người kia cũng máu me khắp người, thiếu cánh tay thiếu chân, trong mắt đều là sợ hãi, căn bản không dám tới gần Quân Nhược Hoan. Thật sự là cái kiệu anh thiên chiến xa quá kinh khủng, tốc độ nhanh không nói, uy lực càng là so với thần vương cường giả công kích, há lại bọn họ có thể địch. Có thể sống sót, cũng đã xem như 10 phần may mắn, bọn họ không biết là, bọn họ không chết, cũng không phải Quân Nhược Hoan giết không chết bọn họ, mà là không có muốn giết bọn họ. Hoặc có lẽ là cố ý giữ lại bọn họ, chờ lấy Nguyệt Thiên Huyền đến. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Thiên Huyền công tử còn muốn bao lâu đến? Lục Vô Trần rốt cục nhịn không được, cho Hoàng Phủ Hoàng Tiêu truyền âm nói. Tiếp tục như vậy, đến lúc đó Quân Nhược Hoan không giết chết, hai người bọn họ đều có khả năng lưu ở nơi đây. Nhanh, nhiều nhất còn có nửa chén trà nhỏ thời gian. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cắn răng nói. Nửa chén trà nhỏ, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, nếu như dựa vào trốn tránh, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Hắn ánh mắt ở Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cùng mặt khác hai cái tu sĩ trên người, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là không có động thủ, nhịn được xuất thủ xúc động. Một màn này, Tiêu Phàm xem ở trong mắt, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Lục Vô Trần còn có cái gì ỷ vào hay sao? Phốc phốc, một tiếng vang giòn, cuối cùng hai người cũng bị thanh sắc trùng sáng xé nát, vây giết Quân Nhược Hoan người, vẻn vẹn còn lại Lục Vô Trần cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hai người. Lúc này, Quân Nhược Hoan thúc giục oanh thiên chiến xa, từng bước một hướng về Lục Vô Trần bước đi, sát khí mãnh liệt. Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, nắm đấm nắm chặt, tựa như muốn bóp ra máu, trong lòng lạnh giọng nói, Quân Nhược Hoan, ngươi đừng bức ta. Lục Vô Trần, người ta ở giữa ân oán, cũng nên giải quyết. Quân Nhược Hoan lạnh lẽo mở miệng, đối với người Lục gia, hắn là sẽ không có lưu tình chút nào. Lục gia giết hắn Quân gia nhất tộc, thù này hận này, không đội trời chung, nếu như không phải thực lực không đủ, Quân Nhược Hoan đã sớm diệt Lục gia. Năm đó, ta Lục gia nên trảm thảo trừ căn, giết ngươi cái này nghiệt chủng. Lục Vô Trần nghiến răng nghiến lợi, lần này, hắn không có lui lại, mà là hướng về Quân Nhược Hoan đi tới. Một màn này, nhường Hoàng Phủ Hoàng Tiêu kinh ngạc không thôi, Lục Vô Trần thực lực hắn vẫn có chút hiểu rõ, trước đó hắn đều là phòng thủ mà không chiến, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu còn tưởng rằng Lục Vô Trần là sợ hãi. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện có vẻ như cũng không phải chuyện như vậy. Chết, Quân Nhược Hoan quát lạnh một tiếng. Oanh thiên chiến xa bỗng nhiên bộc phát ra vô số thanh quang, hội tụ thành một cái hình tròn quang cầu, liền tựa như một cái thanh sắc đạn pháo một dạng, kinh khủng khí thế sôi trào mà ra, hư không khí lãng một đợt mạnh hơn một đợt, đáng sợ đến cực điểm. Oanh, quả cầu ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bộc phát ra, giống như thuấn di đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở Lục Vô Trần trước người, hủy diệt tính khí tức ở hư không khuếch tán. Cẩn thận, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu kêu to. Cái kia đáng sợ năng lượng ba động, nhưng hắn một trận sợ hãi, một kích này, đoán chừng đủ để hủy diệt vô số tinh thần. Hắn cũng không phải thật lo lắng Lục Vô Trần sinh tử, mà là Lục Vô Trần chết rồi, liền chỉ còn lại hắn một người. Đến lúc đó, hắn có thể liền muốn một mình một người đối mặt Quân Nhược Hoan, khi kiến thức đến Quân Nhược Hoan lực lượng sau, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu chỗ nào còn có dũng khí cùng Quân Nhược Hoan một trận chiến. Oanh, chân trời một tiếng nổ vang. Giống như tuyệt thế như kinh lôi, đáng sợ thanh sắc quang mang ở hư không nở rộ,
xa xa nhìn lại, cái kia thanh sắc quang mang, còn kèm theo từng đạo huyết sắc quang mang. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái kia cuồng bạo năng lượng trung tâm, nhìn thấy cái kia xương máu, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút bất an, cỗ kia khí tức, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Chậm rãi, năng lượng quang mang tiêu tán, cùng lúc đó, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, một cái to lớn móng vuốt hướng về Quân Nhược Hoan tìm kiếm, uy thế kinh người. Người dĩ nhiên tu luyện huyết ma luyện thể đại pháp, hơn nữa còn luyện hóa huyết ma nhập thể. Quân Nhược Hoan sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vội vàng thôi động oanh thiên chiến xa, từng đạo thanh sắc trùng sáng lần nữa phun ra ngoài. Nhưng mà, Lục Vô Trần tốc độ lại là nhanh đến cực điểm, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tránh thoát thanh sắc quang mang oanh sát. Cũng liền một hai cái hô hấp thời gian, Lục Vô Trần liền đi tới Quân Nhược Hoan trước người, một cái to lớn huyết chảo từ hư không dò xét xuống, cái kia uy thế, dĩ nhiên so thần vương cảnh tiền kỳ còn muốn đáng sợ. Cảm nhận được cỗ kia khí tức, Tiêu Phàm nháy mắt nhớ tới cái gì, lần trước Lục Kinh Thiên nhường một ngụm máu ma công giết hắn, không phải liền là loại này khí tức sao? Từ Quân Nhược Hoan trong lời nói nghe ra, cái này huyết ma luyện thể đại pháp hẳn là cực kỳ bất phàm, chỉ ít Tiêu Phàm là cho rằng như vậy. Lần trước nhìn thấy Lục Vô Trần, hắn cũng chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng bây giờ chẳng những đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa giờ phút này phát ra khí thế, dĩ nhiên đột phá đến thần vương cảnh. Nhưng bản thân chiến lực, nháy mắt đi đến thần vương cảnh, có thể nào không cho Tiêu Phàm kinh ngạc đây? Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, nơi xa huyết sắc móng vuốt cũng đã rơi vào màn ánh sáng màu xanh, một tiếng bạo hưởng, màn ánh sáng màu xanh dĩ nhiên lung la lung lay, tùy thời đều khả năng nổ tung. Phá cho ta, Lục Vô Trần nộ khiếu một tiếng, liên tục oanh ra mấy chưởng. Mỗi một chưởng uy thế, đều không kém gì thần vương cảnh một kích. Rầm rầm rầm, mấy đạo thanh âm vang lên, cái kia màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ hướng về bốn phía bay ra mà đi. Oanh thiên chiến xa, ta muốn. Lục Vô Trần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, lách mình liền hướng lấy Quân Nhược Hoan phóng đi, một bộ đối oanh thiên chiến xa tình thế bắt buộc bộ dáng. Làm sao có thể? Nhìn thấy Lục Vô song công phá oanh thiên chiến xa kết giới, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn không cách nào tưởng tượng, tại sao Lục Vô song đột nhiên biến mạnh như vậy. Không chỉ là hắn, Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế, lúc trước hắn thế nhưng là gặp qua, dù là Lục Kinh Thiên đều không cách nào đánh vỡ oanh thiên chiến xa màn sáng kết giới a. Nhưng bây giờ, cái này oanh thiên chiến xa màn sáng kết giới, lại bị Lục Vô song đánh phá. Vừa mới Lục Vô song bộc phát thực lực, tuyệt đối không kém gì thần vương cảnh trung kỳ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hải lãng, dạng này thực lực, đừng nói là hắn, liền là Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma, đoán chừng cũng chưa chắc là hắn đối thủ a, nhiều nhất cũng liền có thể cuốn lấy hắn mà thôi. Không đúng, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, hắn kinh ngạc phát hiện, Lục Vô song trên người khí thế so sánh vừa rồi yếu đi mấy phần, mà lại còn đang không ngừng yếu bớt. Huyết ma luyện thể đại pháp, nguyên lai như thế. Tiêu Phàm ý vị thâm trường phun ra một câu, trong lòng đại thạch cũng chậm chậm buông xuống, hắn nơi nào còn không minh bạch, cái này huyết ma luyện thể đại pháp, mặc dù có thể thời gian ngắn bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Nhưng là, loại này lực lượng căn bản kiên trì không được bao lâu, cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thời gian vừa tới, tu giả bản thân thực lực có lẽ đều muốn giảm bớt đi nhiều, loại này thủ đoạn. Căn bản không thích hợp thời gian dài chiến đấu, chỉ có thể thời gian ngắn liều mạng mà thôi. Hắn cũng rốt cục minh bạch, tại sao Lục Vô song một mực ẩn nhẫn không được xuất thủ, coi như hắn ra sức cướp đoạt đến oanh thiên chiến xa, có thể còn có Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bọn họ mắt lom lom đây. Đến lúc đó, hắn nhưng không có nắm chắc có thể mang theo oanh thiên chiến xa chạy trốn, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Lục Vô song cũng liền nghĩa vô phản cố liều mạng. Quân Lâm Thiên Hạ. Quân Nhược Hoan nhìn thấy Lục Vô song đánh tới, hắn không sợ hãi không hoảng hốt, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn. Một thoáng thời gian, ở Quân Nhược Hoan dưới chân, đột nhiên hiện ra một đạo thần long hư ảnh, thần long ngửa mặt lên trời gầm thét, long chảo nhô ra mấy cái móng vuốt, hướng về Lục Vô song huy chảm mà đi. Vô dụng, người quân gia thủ đoạn mặc dù bất phàm, nhưng ngăn không được vô tận huyết ma. Oanh thiên chiến xa, ta liền thu nhận, Lục Vô song cười to không thôi. Tựa như oanh thiên chiến xa đã là hắn vật trong bàn tay.
Thoại âm rơi xuống, ở sau lưng hắn, đột nhiên hiện ra đầy trời huyết quang, ở hư không ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc hư ảnh, dương nanh múa vuốt hướng về Quân Nhược Hoan vồ giết mà đi. Lục Vô Song, ngươi làm cái gì, ngươi muốn độc chiếm Oanh Thiên Chiến Xa, Thiên Huyền công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nơi nào còn không biết Lục Vô Song ý nghĩ, tức khắc giận dữ nói. Lan, Lục Vô Song hung ác trợn mắt chừng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cái, lạnh lùng phun ra một chữ, bỗng nhiên, một ngụm máu ma hư ảnh phẫn nộ một trưởng hướng về Hoàng Phủ Hoàng Tiêu vồ giết mà đi. Đồng thời, mặt khác mấy đạo huyết ma hư ảnh, lại là thẳng hướng Quân Nhược Hoan, cùng cái kia mấy con long chảo điên cuồng đụng vào nhau. Long chảo tuy mạnh, uy năng cũng đã ẩn ẩn đạt đến cổ thần cảnh cực hạn, thậm chí cùng thần vương cảnh tiền kỳ cường giả một kích chênh lệch không có mấy, có thể đối diện huyết ma hư ảnh, lại cũng đã không kém gì thần vương cảnh tiền kỳ công kích, chỗ nào ngăn cản được. Ầm ầm, liên tục mấy tiếng nổ vang, long chảo bỗng nhiên ở hư không nổ tung lên, có hai đạo huyết ma hư ảnh cũng đồng thời nổ tung, nhưng vẫn như cũ có 4-5 nói huyết ma hư ảnh đi tới Quân Nhược Hoan trước người cách đó không xa. Quân Nhược Hoan sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện, bản thân vẫn là quá khinh thường Lục Vô Song, Lục gia, dù sao vẫn là cái kia Lục gia, nội tình không thể so với đế tộc yếu. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng thôi động Oanh Thiên Chiến Xa, thanh sắc trùm sáng không ngừng đánh thẳng vào huyết ma hư ảnh, quỷ dị là, những cái này huyết ma hư ảnh, tựa như cũng không tồn tại một dạng. Thanh sắc trùm sáng căn bản giết không chết bọn họ, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được bọn họ khí tức biến yếu đi một chút. Chết đi, nghiệt chủng, Lục Vô Song gào thét một tiếng, thúc giục cái kia 5 đạo huyết ma, ra sức một trường ép xuống. Quân Nhược Hoan chỉ cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, xương cốt đều muốn nổ tung đồng dạng, 5 đạo huyết ma, thế nhưng là tương đương với ngũ đại thần vương cảnh tiền kỳ, ở đâu là hắn có thể ngăn cản. Giờ khắc này, một cỗ tử vong khí tức bao phủ Quân Nhược Hoan, bất quá hắn không có bất luận cái gì tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngược lại thần sắc 10 phần bình tĩnh. Mắt thấy cái kia 5 đạo huyết ma thân ảnh sắp tới gần, Quân Nhược Hoan trong mắt lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Vạn trường hồng trần, cũng liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Quân Nhược Hoan màng nhĩ chấn động một cái, sau đó bị một cỗ đại lực mang theo cực tốc lui lại, chớp mắt liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Ngươi là, công tử, Quân Nhược Hoan mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn xem cứu bản thân hắc y thanh niên, thử thăm dò hỏi. Ta gọi Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, trước mắt người liền là Tiêu Phàm, chỉ là Tiêu Phàm không muốn bại lộ bản thân chân thực thân phận mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ đến thời điểm, ở nơi này thời điểm then chốt, lại là Tiêu Phàm cứu hắn, hắn cũng đã không biết là Tiêu Phàm thứ mấy lần cứu hắn. Mỗi lần đến thời điểm then chốt, Tiêu Phàm luôn luôn kịp thời xuất thủ, nếu như không phải biết rõ đây là trùng hợp. Hắn cũng có coi là Tiêu Phàm thần thông quảng đại, không chỗ không ở. Quân Nhược Hoan còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. 5 đạo huyết ma hư ảnh vồ hụt, Lục Vô Song tiếng cười cũng két két mà dừng, hắn ý niệm khẽ động, không sợ huyết ma hư ảnh bỗng nhiên bay vào hắn thể nội. Ngươi là ai? Lục Vô Song con người băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, sát khí hiện lên, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm hỏng hắn chuyện tốt. Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra 3 chữ, sắc mặt không hề bận tâm. Ngươi liền là giết Nguyệt Thiên Hạo Kiếm Hồng Trần. Lục Vô Song hơi hơi kinh ngạc, trên mặt lóe qua một vẻ kinh dị, sau đó bỗng lạnh lẽo, chẳng cần biết ngươi là ai, hỏng ta chuyện tốt, đều phải chết. Muốn giết ta, ngươi làm không được, ngươi chính là suy nghĩ một chút, ngươi bản thân như thế nào sống sót ra. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Người nào dám giết con ta? Lúc này, bỗng một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mi tâm, bỗng một đạo quang ảnh dậm chân mà ra, cuồng bạo lực lượng xông thẳng tứ phương. Thanh Hồng Thần Vương, Lục Vô Song híp híp hai mắt, hắn vừa mới chỉ muốn giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, cướp đoạt Oanh Thiên Chiến Xa, căn bản là không nghĩ đến, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người còn có Thần Vương Pháp Thân. Phải biết, Thanh Hồng Thần Vương Pháp Thân thế nhưng là Thần Vương Pháp Thân. Thế nhưng là chân chính thần vương cảnh A, cỗ kia huyết ma hư ảnh có thể chưa chắc là đối thủ. Quả nhiên, chỉ thấy Thanh Hồng Thần Vương pháp thân một trưởng oanh ra, nháy mắt đem cái kia huyết ma hư ảnh đánh bay, huyết ma hư ảnh trực tiếp tiến nhập Lục Vô Song thể nội,
Lục Vô Song, Thiên Huyền công tử đến, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng phủ Hoàng Tiêu phẫn nộ gào thét. Hắn nguyên bản coi là Lục Vô Song thần phục Nguyệt Thiên Huyền, có thể không nghĩ đến, hắn căn bản là không phải thực tình, chỉ là vì lấy được Oanh Thiên Chiến Xa mà thôi. Lục Vô Song sắc mặt băng lãnh như xương, sự tình bại lộ, lại không lấy được Oanh Thiên Chiến Xa, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Kiếm Hồng Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lục Vô Song khẽ cắn môi, cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Có Thanh Hồng Thần Vương ở, hắn giết không chết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, có Kiếm Hồng Trần ở, hắn lại giết không chết Quân Nhược Hoan, cũng liền không chiếm được Oanh Thiên Chiến Xa, quyết đoán quay người rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Đột nhiên, hai đạo băng lãnh thanh âm đồng thời vang lên, một đạo là Tiêu Phàm thanh âm, mà một đạo khác lại là đến từ phương xa. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cách đó không xa, đã xuất hiện một đạo áo bào trắng thân ảnh, một mặt hờ hững nhìn xem bốn phía, trong mắt không có bất cứ tia cảm tình nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.